này thua muốn chết rồi á. Làm gì mất cái đó à? Hả? Em đang làm gì hả? Em đang đánh răng. Trời ơi, thì đánh răng giả hay đánh răng gì? Xui nó nổi mà văng mất tiêu bộ răng luôn á cô. Trời ơi, hả? Cái chuyện khó nghe hả? Ok, thôi để anh Dơn gắn răng lại rồi nói chuyện chị nghe cho dễ ha. Đợi em chút nha. Rồi đó, cứng rồi đó. Em nói chị Tương nghe nha. Trời ơi, từ lúc dọn về nhà này tới dọn nha, em xui đủ thứ chuyện hết chị. Người ta cho mướn phim bộ hả? Trời ơi, ta sang phim lậu á, năm này qua năm kia không sao hết trơn á. Nó tới phiên em á, sang có mấy chục ngàn bộ à, cái bị bắt liền à. Chị coi có phải tức không? Trời đó, rồi cái dẹp cái tiệm phim, cái em mở tiệm nail, cái em cắt rớt cha nó lóng tay người ta xuống đất luôn. Trời ơi, mấy anh em ở tù rồi đó, bởi vậy sạc nghiệp luôn vụ cái nail đó chị. Trời ơi, dạ, thì phong thủy chứ còn gì nữa. Thì đúng phong thủy rồi mới khiến em nè. Trời em tập thể thao gần chết vậy đó mà không xuống. Em đai ép hả? Em xỉu tới xỉu lui cũng không ổn. Là sao vậy? Thì phong thủy. Thì đúng rồi. Dạ. Thì em có nghe bà thầy đó đó. Ok mà nếu mà em có gì thì em báo chị biết nha. Em tính mời bà tới nè. Ok bye chị Tư nha. Dạ bye. Mày ngốt hả? Mày ngốt hả? Mày ngốt hả? Mày dám vô không? Cái gì vậy? Mày dám vô tao không chạy làm con mày á. Cái gì vậy? Tụt tung tỏi tới đi dạy tới đi ai dẻo. Tao tức quá. Tức quá này. Ai dẻo? Anh nói cho mày nghe nè. Sao? Anh thấy cái chỗ đổ xe còn một chỗ à. Ủa. Anh mới vừa sấn xe vô. Sao? Nó cũng nhảy vô nữa. Đứa nào? Rồi anh cái ve xe ra. Thằng nào? Cái nó cũng nhảy xe ra nữa. Trời. Ờ cái anh như mới nhảy chạy xe vô. Ủa. Cái nó nhảy vô. Ủa. Mà nó ngồi nó cười nó nghe nó cười nữa. Trời ơi ai mà vô duyên nào không phải đàn bà mà vô duyên vậy nè. Ai dám dẻo gì? Không phải đàn ông phải đàn bà. Nó chứ ai? Con chó. Tức không? Tức gì đâu, bực mình gì đâu á. Thôi đi nì ơi, em nói cho nì nghe nè. Trời ơi, sao nghe rớp rớp vậy nì? Cái gì vậy nì? Trời ơi, nì, nì. Hả? Trời ơi, tướng anh vậy mà nì thải nguyên bao gạo, ông đĩa lắm, chịu sao nổi. Không chịu đâu. Hồi đó người ta không chịu leo, cũng bắt người ta thảy lên đầu gối. Bây giờ người ta leo đầu gối, cái đó người ta bao gạo, không chịu. Thì tại vì hồi đó nì gần 100 pound, bây giờ nì gần tới 200 pound, chị sẽ nổi. Nì gì? Nì giờ mấy em nè, lúc này em dễ thương dễ sợ chua. Dễ thương dễ sợ. Lúc này người ta ốm nhom không thấy hả? Ốm lắm. Nì ốm lồi hai cái lỗ tai. Em tập thể thao một tuần tới 2 ngày, một ngày em tập tới 5 phút rồi đó nì. Tập tuần 5 phút mà ăn hết 5 cử rồi. Sao xuống nổi? Nì. Gì? Em nói nì nghe. Thôi. Còn đi nè, ngồi hồi dập anh bây giờ. Sao đi nì? Có nghe gì? Em nói nì nghe. Gì đây? Thì sách phong thủy. Trời ơi, hôm nay bài đọc ba cái sách phong thủy này nữa hả? Trời ơi nì ơi, vậy cái nhà này nó xui đủ thứ nó. Về đây á hả, làm ăn thất bại nè. Gia đình tan nát nè. Cái ông chủ cũ đó, hồi đó là ổng, trời ơi, ổng hiền khô. Ổng lấy vợ về, cái ổng cứ đi chơi. Ổng đi làm rồi cái về, ổng chơi với vợ không hả? Vậy mà về nhà này có nửa năm mà kia mày đặt cưới vợ bé, vợ mọn nữa. Ôi, ổng cưới vợ bé tại ông mê gái chứ phải tại nhà đâu. Không phải đâu nì ơi, tại cái nhà xui đó nì. Nì. Vậy? Em nói cho nì nghe nè. Cái nhà này xui quá à. Em muốn mướn bà thầy phong thủy, bà tên Trần Thị Tiêu Diêu đó. Trời ơi, phong thủy hay lắm. Hả? Ủa, em mời bà về, bà coi bà sửa cái nhà mình lại coi có ngóc đầu lên nổi không nì. Em đọc đi cái nì hoài à. Em đọc nha. Thấy trường quá à, tục tưng anh nè. Ôi trời ơi. Em đọc cái nì nghe nè. Cái gì anh thấy mà nì? Thấy đâu thấy, để bắt kiến đi. Trời em thấy mà. Em công nhận nha, nì đem cái kiến lão thấy trẻ ghê. Trời. Vậy mà ai nói già cái chửi á. Thấy rõ thiệt. Chửi gì? Quá đi mặt cái chửi. Em đọc cái nì nghe anh nè. Đại học Harvard vừa công bố phong thủy là khám phá lớn nhất của thế kỷ 21. Làm ăn thất bại, gia đình tan nát, chồng bất lực, vợ lạnh cảm, tất cả đều có thể chữa trị bằng phong thủy. Muốn biết thêm chi tiết về sự kỳ diệu của phong thủy, hãy gọi ngay cô Trần Thị Tiêu Diêu, số điện thoại 1-800-TÓNG-TÁM.
cô tiêu diêu từng dùng phong thủy để giúp Lý Tiểu Long nổi tiếng trên màn ảnh Hoa Kỳ. Nị thấy ham người ta giỏi nghe chưa? Người ta giỏi người ta mới giết được phong thủy chứ nị. Nị biết không, anh Hùng chị vệ cái bên nhà em đó à. Trời ơi, chồng bất lực nè, vợ lạnh cảm nè, kia nị biết không? Gì? Mời bà Tiêu Diêu tới. Bà dời cái gối nằm hơi chút chiếu thôi mà vợ chồng nóng hổi chứ lại nị. Ơi, hay dữ vậy hả? Em muốn mình nóng hổi. Ơi nị ơi nị, vậy anh phải đi kiếm bà Tiêu Diêu nha. Dạ. Tới nhà mình anh dời dời một cái thôi anh hạnh phúc liền. Đúng rồi, dời cái gì nị, dời cái gì? Dời nị ra khỏi nhà anh hạnh phúc liền à. Nị. Gì? Đừng có kể em hoài nha. Thôi, vẫn chơi thôi, vẫn chơi thôi mà, vẫn chơi. Nị à, em nói cho nị nghe nè. Thôi, muốn kêu ai kêu tới đi. Em kêu bả luôn nè. Ờ. Trời ơi. Alo, dạ cho con gặp bà Trần Thị Tiêu Diêu. À bà đó hả? Trời ơi con mừng quá trời. Dạ, con tên Mộng Lành. Ơi nói nhỏ nhỏ thôi, nó mạnh quá, nó gian hầm nó giả bây giờ. Có cứng rồi nè. Dạ, con mời bà tới nhà bà coi phong thủy giùm con được không bà? Dạ được hả bà, cho con mừng quá. Dạ nhà con số 28 và đường Nghĩa Địa. Gì? À, dạ nhà con kế bên Nghĩa Địa. Bà tới liền hả bà? Dạ. Trời con mừng quá bà ơi. Dạ cảm ơn bà, con vợ chồng con đợi bà nghe. Dạ bye. Thấy chưa nị? Anh nói nị đó nha. Tối ngày tin ba cái gì đó tầm bậy tầm bạ không à. Lúc trước đi mua nhà cũng kiếm nhà số 8. Tại hôi số 8 là số bác, bác là phát. Vô nhà này phát tài không thấy, thấy phát phì. Nị. Gì? Nị cứ nói mập hoài nha. Em có chịu đâu à. Thôi muốn nói gì nói tiếp đi. Nị à. Gì? Ở đời á phải có tin mới được nghe nè. Nị nên nhớ thế kỷ này là thế kỷ phong thủy nghe nè. Trời ơi, Mỹ nó còn tin nữa đó. Em nói cho nị nghe, cái cô Tiêu Diêu này nè, trời ơi, cô giỏi lắm, cô coi cho tổng thống Bill Clinton luôn đó nè. Cô cho Bill Clinton luôn. Ồ, cô nói hả, đáng lẽ hả, ông Bill Clinton này nè, nếu mà tin cổ á, phải bận cái gì có màu đen hết. Ông Bill Clinton hạp với màu đen lắm. Cái tòa bạch ốc đáng lẽ phải sơn màu đen. Bạch ốc sơn màu đen thành hắc ốc rồi. Thì đúng rồi, nếu mà sơn màu đen á, Monica không có quậy ổng mà có thể Monica được ở với ổng nữa. Trời ơi, em mà là Monica đó hả, em sẽ lén em bò lên tuốt lên nóc tòa bạch ốc á, em đổ dầu hắt cho nó đen thùi hết. Em sẽ được ở với tổng thống đi. Ở với tổng thống? Ừ. Ờ, cũng ở đó mà vô ở đợ vậy mà đòi ở tổng thống nè. Gì? Bà tới. Ồ, bà tới, mừng quá. Ồ, dạ chào bà, con mời bà vô. Chào bà. Dạ. Chào cháu. Con trai bà lớn quá nhỉ? Không phải, chồng của em mới hết bệnh. Ồ, thế thì dạ. Chào lại. Vâng, chào bà. Dạ. Chào ông. Dạ bà bằng đi bằng cái gì mà lẻ dữ vậy bà? À tôi đó à? Dạ. Tôi đi bằng handicap. Hả? Ê! Không có, tôi đi bằng helicopter. Là gì nhỉ? Bà sao bà khờ quá. Helicopter là chiếc mô tô á. Ồ vậy hả? Bậy. Helicopter là cái máy bay mà có cái chấm chấm nó cứ phạch cái trên đầu đấy. Cái helicopter nó chở cả nghìn người đấy mà tôi không cần, chỉ cần một mình tôi ngồi trên đấy thôi. Chứ nó lẹ nhá. Bà giỏi ghê vậy đó. Này, dạ? Đừng gọi tôi bằng bà nhá. Dạ. Bà phải gọi tôi bằng cô. Dạ. Tôi, cô, cô Trần Thị Tiêu Diêu. Dạ. Tốt nghiệp thủ khoa về môn phong thủy tại Đại học Đài Loan. Và đã trình luận án tiến sĩ về môn phong thủy tại Đại học Hồng Kông. Tôi đã từng coi cho rất nhiều người nổi tiếng nhá, như là Lưu Đức Hòa này, Lê Minh này, Lưu Gia Linh này, Vi Tiểu Bảo này. Còn bên Đài Loan tôi đã từng coi cho Tần Hán này, Lưu Tuyết Hoa này. Dạ, thưa bà. Chắc bà chuyên môn trị phim bộ hả? Không,
chừng nào ế khách mới liếc liếc tí thôi, chứ còn là coi toàn người nổi tiếng không. Yeah. Này quan trọng nhất, mới sáng nè, tôi vừa có một cái appointment cho tổng thống Bill Clinton. Coi như tôi sáng tôi vừa mới mắng vào mặt ông ấy là nếu mà cái cách bài trí trong gia đình ông như thế đó, coi như cuối năm nay ông mất chức tổng thống. Thấy chưa chưa nị? Trời đất ơi, có gì đâu hay. Tại cuối năm nay ông hết nhiệm kỳ rồi. Mất chức là phải. Đúng rồi đó. Đọc báo chí là theo dõi là đúng rồi đấy. Nhi. Gì? Nhi nói sao vậy? Người ta làm tổng thống, người ta muốn lên gì nào, người ta lên, người ta muốn xuống gì nào, người ta xuống cho. Đúng rồi, bà nhà nói đúng, người ta làm tổng thống muốn lên gì nào, lên muốn xuống gì nào, xuống là đúng rồi. Đúng rồi. Ủa? Ông bà lại coi cuốn sách phong thủy của tôi đấy à? Dạ đúng cuốn rồi. Cuốn sách này là tôi phát hành đấy nhá. Trời ơi, tôi tái bản lần thứ 18 rồi đấy. Mà nhà phát hành bảo là tại vì tôi còn mặc tí đồ, giá như không mặc đồ là phát hành lần thứ 28 rồi đấy bà. Nói về tấm hình này của cô đó hả? Vâng, tôi đấy. Cái đầu là tôi và mình là Cindy Crawford. Thế bây giờ như thế này nhá, ta vào vấn đề đàng hoàng. Dạ. Thế bà mời tôi tới. Dạ. Thế bà có biết phong thủy tiếng Tàu người ta gọi là cái gì không? Dạ không. Không biết à? Dạ. Phong thủy tiếng Tàu gọi là phán xệ. Hả? Cái gì? Phong cùi á? Ông nhà trẻ người non dạ quá. Phong thủy đó là một cái môn khoa học huyền bí. Nó kết hợp giữa kinh dịch và địa lý mồ mả. Nó có cả từ mấy chục nghìn năm nay rồi. Ông không biết là Khổng Minh Gia Cát Lượng là coi như thiết kế bát quái trận đồ để mà chống Tào Tháo. Phong là gió, thủy là nước. À, có nghĩa là phong là gió, mà hãy trúng gió là bị phong rồi cánh giật. À, như theo như bà nói thì bà thường coi cho Lý Tiểu Long. Đúng, tôi coi cho Lý Tiểu Long, tôi coi Đường Sơn Quán, tôi coi đủ thứ rất là nhiều. Vậy cái thời đó vậy bà cũng già cú đế giống vợ tôi phải không? Như thế là coi như là không biết gì về phong thủy rồi. Cái người mà giỏi phong thủy đó, coi như là già cỡ nào đi chăng nữa mà giỏi phong thủy đều trẻ măng hết. Còn cái người mà không biết phong thủy là gì đó, mới đẻ ra đã già cú như bà nhà rồi. Thôi bây giờ mình vào vấn đề. Dạ. Mời hàng bà ngồi. Dạ, hàng bà ngồi. Dạ, cảm ơn. Vô nhà người ta mời ta ngồi. Như thế này nha, bây giờ trước tiên tôi muốn hỏi thế này nè. Dạ. Thế thì bà cần gì bà mời tôi tới đây? Dạ em đâu cần gì đâu. Cái gì? Bà không cần gì cả. Dạ không. Bà không cần gì thì bà vào chùa bà ở chứ bà ngồi đây làm gì? Không. Em đâu cần vô chùa. Chứ cần cái gì? Em không cần gì hết á. Cuộc đời em nói thiệt với cô hả? Em không có cần trẻ. Em chỉ cần người ta nhìn vô em đã thấy em giống gái 18 rồi. Anh gì không? Em không có cần chồng em chung thủy đâu. Em chỉ cần chồng em là tối ngày ở bên em không hết gì hết. Em không cần tiền, em không cần tiền. Em chỉ cần trong nhà băng em có mấy chục triệu đô la Mỹ được rồi hết gì hết. Bà cần ít quá ho bò ho. Thế thì bây giờ còn cái ông cần gì, ông cần ít hay nhiều ạ? Dạ, nếu như bà nói như vậy á, nếu bà làm một cái chuyện này được, tôi sẽ tin phong thủy. Chuyện gì? Bà có thể dùng phong thủy rồi để biến mập thành ốm. Trời ơi, cái đó quá dễ. Và cũng biết được phong thủy double thành single. Cái double thành single này càng dễ hơn, cứ ra luật sư là xong ngay chứ có gì đâu. Vậy là cảm ơn bà. Này, đừng có gọi tôi bằng bà nhé. Đừng bao giờ gọi tôi bằng bà. Bởi vì phải gọi tôi bằng cô, bởi vì đời tôi đó, tôi... Gì? Tôi chưa hề biết đàn ông là gì cả. Ăn uống cái gì mà da mặt láng thế? Chả biết đàn ông là gì cả. Tôi còn trinh nữ. Hả? Trinh nữ tên Diêu. Trinh nữ hả? Vâng. Cái này giống trinh nữ lồ xanh. Dạ chồng tôi nói chuyện hơi vô duyên, cô Tiêu Diêu đừng có chấp nhất nha. Và không sao, không sao hả, con nít mà chấp làm gì. Đi. Chuyện gì vậy? Nhìn gái mà nhìn thẳng vào mặt vậy hả? Móc mắt gì ra bây giờ đó. Khách có khách này. Cô đứng buồn nha cô. Được rồi, tôi nói như thế này. Mời ngồi, tôi lại vào vấn đề. Dạ. Mời ngồi. Mời nữa hả? Vấn đề là như thế này nhá. Dạ. Khi mà một căn nhà đó, bốn phương tám hướng đắc địa. Dạ. Thì là mọi chuyện nó êm xuôi cả, tiền vào như nước mà tình yêu thì lai láng. Dạ. Nhưng mà nếu mà mua cái nhà mà không có trúng vậy thì sao xoay chuyển được cô? Bán mẹ cho rồi, xoay chuyển cái gì nữa? Hả? Chuyện quê vốn. Không, ý là tôi nói là người thường thôi. Còn đối với tôi đấy nhá, đối với tôi đó, coi như là mua một căn nhà như là tử địa, hãm địa, nghĩa địa. Đấy. Qua tay tôi, nó biến thành bình địa hết.
không phải, ý là tôi nói là tôi sẽ chuyển bại thành thắng, chuyển bại thành thắng. Đây này, cái người mà phong thủy giỏi đó là cái người phải tìm ra cái long huyệt của cái nhà này. Đúng rồi cô. Đấy, tôi có đồ nghề đây, tôi có đồ nghề để mà tìm ra cái long huyệt của cái nhà này. Đây. Cái gì vậy? Đây. Đó. Cái của hả? Cái của hả? Cái của cái gì? Cái này đồ nghề. Cái đồ nghề này chị Mai quan quan không? Thôi. Để làm gì? Đồ bỏ nghề, xuống. Cái này đây này. Cái côn của Lý Tư Long. Đúng rồi. Trước khi chết thì ông để rẻ tôi có 120 à. Đấy. Xin xác xin tôi nha. Đấy. 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 Bắt đầu tôi tìm long huyệt nhé. Long huyệt có nghĩa là cái nơi tập trung điện từ nhiều nhất trong cái nhà. Dạ. Và đồng thời cái chỗ đó nó càng sâu thẳm mà càng ướt át bao nhiêu ấy, càng giàu bấy nhiêu. Bắt đầu tôi tìm nhá. Đây. Cái nhà bà này long huyệt chắc cái chỗ cũng dễ tìm lắm đây. Đây đây đây. Đây, đây, đây. Cái gì biết đấy? Thôi chết, sao Long Huyệt lại có chỗ sốt ruột thế này? I'm sorry, bipper, my bipper. Bà ơi, người ta đang tìm Long Huyệt mà bà để bipper tôi có hết hồn ấy. Yeah. Long Huyệt chỗ đó thì bỏ bố đời tôi rồi. Tôi tìm tiếp. Cái Long gì nghe cái miệng của nị. Dạ, cái vợ. Long gì cô? Long gì? Thì nghe miệng nị kìa. Râu của tao long. Bà này sao lại... Cái này gọi là cái râu mà người ta gọi thường thường là trung tâm gây mê đấy bà. Ông ơi, tránh ra. Tránh ra. Cười trông đẻ quá. Tránh ra. Đứng đứng đấy được rồi. Đây, Long Huyệt ngay đây. Không phải là ông nhà mà đây, ngay đây. Dạ. Từ đây nhá, tôi sẽ tỏa ra khắp phương hướng. Đấy, đây bà chú ý. Yeah. Và tôi sẽ sửa lại một số các như là vị trí trong gia đình. Yeah. Bà có biết không, cái ông Long đây này, bên gần nhà bà đấy nhá. Yeah. Coi như là làm ăn thất bại vô cùng. Yeah. Mời tôi tới, tôi sửa có một chút xíu thôi. Coi như lên như diều gặp gió vậy đó. Giàu vô cùng, giàu đến mức độ mà không có cái chén này mà ăn cơm. Ủa, sao vậy bà? Chén được một xoàn hết lên đâu chén ăn cơm. Thì em không muốn chén ăn cơm, em không muốn chén ăn cơm đi. Muốn em muốn vụ hả? Không, đây nè. Tôi thấy, tôi nhìn, tôi biết em, tôi linh tính kinh khủng lắm nhé. Bà có vẻ rất tin vào phong thủy. Đúng. Nhưng ông thì lại không tin vào phong thủy. Đấy, cho nên mà tất cả cái này tôi giải thích bằng khoa học đàng hoàng, không hề mê tín gì hết. Thế bà thấy người ta ngày xưa người ta đi chiến đấu đấy, người ta đi chiến tranh đấy, người ta thường người ta hay đeo cái nanh heo. Đạn bắn không bao giờ trúng. Ồ, nị, em muốn đeo nanh heo, em muốn đeo nanh heo. Rồi, anh mua cho nị nguyên con heo đeo luôn. Đấy chứ. Ông ơi, hả? Đừng cho bà nhà đeo heo. Sao vậy? Bởi vì đeo vô rồi không ai nhận ra đâu là bà nhà mà đâu là... Ê, không có. Không. Đúng đúng. Dạ. Nanh heo. Bây giờ á, nanh heo đạn bắn không trúng. Đạn bắn không trúng, dạ. Phải vậy không cô? Đúng, tại vì xét nghiệm xác chết á. Dạ. Toàn là trúng đầu, trúng mông, trúng tim. Đâu có trúng nanh heo. Bà thấy chưa? Hay quá trời luôn vậy đó nị ơi. Toàn bộ nó đều là khoa học cả. Dạ. Đấy, bây giờ tôi hỏi thật nhá. Dạ. Ông tuổi gì? Hỏi chi vậy bà? Nì. Dạ, hai vợ chồng em cùng tuổi, tuổi thìn. Hai vợ chồng cùng tuổi á? Dạ. Dạ, cùng tuổi nhưng mà em nhỏ hơn bà hang giáp. Dạ. Không sao, không sao. Chồng già vợ trẻ là tiên, mà vợ già chồng trẻ là duyên con bò. Đúng rồi. Lại càng vui, càng vui. Cha cha, ông tuổi thìn này tôi coi nha, thích sửa dần vào thìn hiệu mùi thân dậu tất thời. Giáp ất bính đinh cảnh tử. Thôi chết rồi ông à. Sao sao chết? Ông, thôi chết rồi, thôi chết rồi. Thôi cái gì cô, cái gì? Thôi chết rồi, thôi chết rồi. Cái gì cô? Ông là rồng nhưng mà rồng này chưa gặp mây nhá. À. Rồng này hiện giờ còn đang sống trong ao tù nhá. Đúng rồi, ao tù và địa ngục. Thế à? Đúng không? Thì tôi biết. Và ông thì rất là hợp với màu đen. Rất hợp với màu đen nhá. Coi như bây giờ ông ra ngoài đường, ông phải mặc áo đen, quần đen. Tóc có tí vàng vàng, nhuộm đen đi nhá. Để tí vàng cho nó trẻ hơn bà nhà, không có xứng với bà nhà, xứng với tôi thôi. À, không có, là nhuộm đi nhá, nhuộm đen hết. Tôi xin lỗi bà nhà nhá. Thậm chí nhá, underwear cũng phải màu đen mới tránh được ngoại tai nạn. Thiệt không cô? Thật. Mặc đồ đen vô là thoát khỏi ao tù liền hả? Tránh tai nạn. Nì vô thay đồ đi, em không muốn nì chết thì bỏ em một mình. Vô thay đồ đi nì. Thoát khỏi ao tù, chơi liền. Dạ. Gì nè? Quần áo màu đen thì có nhưng mà cái quần trong không có màu đen. Trời ơi, lấy của em cũng được, vậy đâu có sao. Lẹ đi. Lẹ lẹ lên. Tôi nói cho cô nghe nè. Gì? Cô làm ơn làm phước giúp giùm nha. Lúc này gia đình tôi là tan nát hết trơn, làm ăn thất bại. Cái thằng chồng tôi này nó bỏ nó đi hoài hả cô ơi. Cô làm phước giúp giùm nha cô. Bà đứng xa, bà đứng xa xíu. Dạ. Tôi coi nhé. Bà sinh tháng mấy vậy?
Dạ tháng 4 năm 1926. Hả? 1926? Dạ. 2000 chia 1000 chia sao? Hả? Thế gia chủ thọ nhỉ? Không phải, em lấy tuổi già để em ăn tiền già sớm đó mà. Nhưng mà tuổi thiệt em chả măng à. Em 1936. 1936. Dạ. Thế thì cũng thọ đấy. Khá thọ đấy. Mới 64 gì nhiều dữ vậy. Như thế này bà. Bà sanh tháng 4 là không đúng rồi. Bà sanh lầm rồi. Giá như mà tôi biết mẹ bà sớm á, tôi bảo mẹ bà nhịn độ thêm 4 tháng nữa, sanh bà tháng 8 là tốt nhất. Trời ơi, cô bắt má em nhịn vậy, má em có chữa trâu sao cô? Trời ơi, chắc tại vậy mà cái số em nó cực đó cô. Mong cô giúp cho em xoay chuyển sao cho em sướng chút đi cô. Được rồi, bây giờ tôi bắt đầu nha. Tôi bắt đầu, dạ. tôi coi sơ cái nhà coi như thế, dạ. nào nha. Bà ơi bà. Dạ. Tôi không hiểu tại sao ngày xưa bà quyết định mua cái nhà này. Sao cô? Trời ơi, cái cầu thang mà hướng ra đường như thế này là vô cùng xấu. Bà có tưởng tượng cái cầu thang mà hướng ra đường như thế này á, dạ. là bao nhiêu tiền của nhá, cứ thế nó bay ra cái cửa này, hướng cái đường này. Bao nhiêu tình cảm cứ thế nó bay ra cái cửa này. Đồng thời cầu thang mà hướng ra đường cửa như thế này đấy, coi như là vợ chồng ly tán ly dị. Trời, hèn nào lúc mà đi mua nhà đó, đi chọn nhà, thằng chồng em á dứt khoát á, nó đòi mua cái nhà có cầu thang chĩa ra đường. Em nghi nó muốn cái gì rồi. Nó chắc... muốn cái gì rồi đấy. Chắc nó muốn bỏ em rồi đó. Chắc phải. Cô à, cái gì? Dứt khoát em chặt bỏ cầu thang này. Mỗi lần lên xuống lầu em đu dây đi nha. Không, không đu dây. Bà chỉ cần cái này thôi. Trời, cái gì mà cứ dữ vậy cô? Không, không có soi mặt bà đâu bà sợ. Tôi sẽ để ngay đây này. Đấy, tôi sẽ để ngay đây. Đấy, ngay cửa này nhá. Đấy, dạ. coi như là bao nhiêu tiền bạc đấy. Dạ. Nó chạy vào cái gương này, nó chạy ngược về nhà bà liền. Yeah. Tình cảm thế, nó muốn đi ra, nó chạy ra, nó đụng cái gương này, nó lại ngược vào nhà bà liền. Oh. Phong thủy tiếng Ý người ta gọi là compactuso trento, có nghĩa là trở về mái nhà xưa. Da di da di da di da 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 di da di da di di da da di da 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 di da da. Mày nhiêu tiền cô? Da di da cho 300 đồng. 300 đồng mắc quá trời ơi. Cái gì mà mắc? Bà nói cái gì mà mắc? Mắc quá chứ gì nữa. Trời ơi, chợ bán có 10 đồng mà cô chặt em tới 300 dữ vậy cô. Bà nói cái gì vậy? Cái này mà ai nói bà bán 10 đồng ngoài chợ? Ai nói với bà bán 10 đồng? Chỉ có 2 đồng 99 thôi. Nhưng mà thành kiếm phong thủy nó lên 300 đồng bà. Cái này là kiếm phong thủy mà, phải kính thương đâu. Dạ. Thấy chưa? Đấy, bà có chịu không? Dạ chịu. Đấy, tôi nói bà nghe này, bà cứ nghe lời tôi đi. Dạ. Đây này, tôi vừa mới đi sửa cho cái nhà ông là chủ quán cà phê Chói Trang Nắng Hạ. Dạ. Gần đây, dạ. có những cái bà vợ ông Chói Trang Nắng Hạ, dạ. cứ có kép. Chắc ông Chói Trang quá, 3 triệu cũng được, bà đi có kép. Coi như là cứ bỏ đi suốt. Ông buồn quá, ông không biết làm sao. Ông mời tôi tới, tôi chỉ sửa có một chút xíu thôi, chuyện nó đâu vào đấy ngay. Ồ, vậy là cô dùng phong thủy cô đưa bà vợ trở về với ông chồng hả cô? Không, bà ấy bỏ đi luôn, còn mới lấy người khác. Lấy ai cô? Lấy tôi. Hả? Ê, không có, lấy chị tôi. Ồ. Thế là chị tôi rụng bông hoa gạo ngay. Ừ, vậy. Giỏi quá chừng luôn. Ừ, tôi giỏi lắm. Dạ. Đấy, cho nên là phải tôi phải làm phong thủy đấy. Dạ, tốn bao nhiêu tốn em chịu hết á. Thế bà có muốn chồng bà ở đây không? Dạ em muốn, em không muốn chồng em đi, em muốn chồng em trở về, em muốn chồng em trở về. Trời ơi, cô giúp cho em. Bà cứ yên tâm, tôi nói cho bà nghe nè, địa lý đó, cái môn mà môn phong thủy đó là tạo cho tôi một cái sức mạnh vô biên, tôi không bao giờ sợ. À, cái gì đây, cái gì đây, cái gì đây, phen suối, phen suối, phong thủy, phong thủy, sao giống ma quá vậy nhỉ? May mà đen cái đó hơn. Ghê quá đi. Được không, được không? Làm cái gì mà đen xì xì thế bố? Gì? Sao? Làm nó rung luôn à nì à? Nì. Nì. Gì? Thì kỳ quá à. Thôi. Sao kỳ? Trời ơi, đúng bình tĩnh nè, tôi đang coi này. Bây giờ hỏi thật ba chủ nhá. Thế bây giờ ba mạng gì? Dạ mạng thủy. Hả? Mạng thủy. Mạng thủy à? Dạ. Trời ơi, mạng thủy nghĩa là mạng nước. Này ba. Dạ. Ba đừng có tắm nhiều nhá. Dạ. Mạng thủy đừng có nên tắm nhiều nhá. Dạ. Sao bởi vì người ta bảo coi như là đa thủy tắc kim trầm. Dạ. Nhiều nước quá là vàng bạc nó lặn hết. Dạ. Đừng có tắm nữa. Tốt nhất á là 4 tháng bà hãy tắm một lần. Ê, cô, đừng có giỡn cái đó kỳ lắm nha cô. Sao? Trời ơi, vợ tôi 4 tháng tắm một lần, ai chịu, tôi chịu chứ ai chịu. Nì nói sao vậy? 4 tháng em tắm lần, thế
thế nào mà nì mới biết thế nào là hương vị của đàn bà chứ? Biết nhiều quá rồi, biết nhiều quá rồi. À, và thêm nữa nhé, tôi hỏi thật đấy, nhà bà có bao nhiêu vòi nước? Ồ, ở trong phòng ngủ em một vòi nè ha. Rồi. Ở nhà bếp một vòi nè ha. Rồi. Ở đây vòi ha. Đi chỗ khác đi. Đi đâu vậy? Trời, em nói sân sao chứ đâu có nói vòi nì đâu, này kỳ ghê vậy đó. Dạ, 4 vòi tất cả. Trời. Nhà bà 4 vòi. Dạ. Tôi khuyên bà thế này nhé. 3 vòi kia bà khóa lại tất cả mọi thứ. Còn riêng cái vòi đằng này á, bà xả 24/24 cho tôi. Dạ, dạ. Tốt. Dạ. Xả như thế, đồng thời coi như là bà đó. Dạ. Riêng bà thì bà đừng bao giờ ăn đồ nước hết. Yeah. Ăn đồ khô hết. Yeah. Hủ tiếu khô này. Yeah. Mì khô này. Yeah. Mì xào giòn này. Yeah. Tất cả mọi khô hết. Yeah. Và cái quan trọng nhất á, yeah, cái người mà mạng thủy á, mà mặc nhiều quần áo quá, yeah, nó bốc hỏa lên á. Đúng rồi. Thì tiêu đời bà. Yeah. Cho nên tốt nhất là khi mà ngủ á, nhảy lên giường, cởi hết quần áo ra. Hả? Tối bà ngủ. Hả? Bằng gì hết? Đúng. Đi đi! Lợi dụng có dịp là đi liền rồi cô giúp em giùm đi cô. Trời, thấy không, đi hoài vậy nó làm sao em chịu nổi cô. Cô giúp em. Được rồi, làm gì mà nó rú lên nghe kinh thế. Hôm nay từng tuổi này mà vớ đâu cái món bở thế à? Cái duyên nợ hết cô ơi. À, trời ơi, em ghét mấy thằng nít lắm. Sao gì mà cô biết sao không? Cái bữa đó con em tốt nghiệp high school đó. Rồi. Em lỡ em rước con em á, ảnh là bạn của con em. Cái em cho có da trên xe chút xíu, cái em vớt luôn ảnh đó cô. Thế à? Dạ. Thế à, cái của đấy còn ai em giới thiệu cho đây tí? Ảnh thì không có anh em nhưng mà có cháu nhiều lắm. Cô giúp cho em xây chuyển nhà để cho em khá, em giới thiệu cháu ảnh cho cô. Được rồi, tôi bắt đầu nhé. Dạ. Hồi nãy đó coi như là tôi coi về ngoại không, bây giờ bắt đầu tôi coi về nội. Dạ. Tôi coi về nội thì có nghĩa là tôi coi cái nhà này thì là nhà bà thì là hướng Tây. Dạ. Nắng nhiều thì gió ít. Dạ. Mà bà phải biết là nắng và gió nó chi phối cái đời sống con người nhiều kinh khủng lắm. Dạ. Biết bao nhiêu người mà đi nắng trúng gió là chết ngay. Đúng không? Cho nên bây giờ tôi nói bà nghe, bây giờ bà phải mua 4 cái quạt máy thật mạnh. Đặt 4 góc nhà nhé. Yeah. Và bà mở hết tốc lực ra. Yeah. Bà mở cho nó gió nó cuồn cuộn, nó phong ba trong cái nhà bà. Nó cuồn cuộn, càng cuồn cuộn bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Bà sao thế? Trời ơi, gió như mai tóc giả sao cô? Cái gì? Tóc giả? Trời ơi, chứ sao mấy tuổi còn mấy cộng mà sao được nhiều vậy? Cuộc đời em không có cái gì thiệt hết. Răng giả? Giả? Bà có cái gì thật không? Có 2 cái lỗ nhĩ là thiệt thôi. Thế thì tôi biết tại sao bà sinh năm 1926 rồi. Nhưng mà nhà có máy lạnh mà cô. Trời ơi, máy lạnh nó chỉ làm mát chứ nó không có làm gió. Dạ, đấy cô. Bà phải nghe lời tôi đấy nhá. Dạ. Phải gió cuộn đây này. Tôi có cái này quan trọng nhất đây này. Dạ. Đó, sau khi bà mua 4 cái quạt máy rồi đó. Dạ. Thì đây. Đây là business card của thằng em tôi. Dạ. Nó bán quạt máy. Dạ. Cứ tới bảo tên tiêu diêu là nó bớt cho ngay 10%. Dạ. Xong rồi nhá, nhà bà lại thiếu quá nhiều cây xanh. Ồ, nhá. Dạ. Bây giờ bà phải mua khoảng 40 cái cây xanh để chung quanh nhà, vòng cái phòng khách thế này nhá. Dạ. Và ngay giữa chỗ này nhá, bà trồng nguyên một cái cây cổ thụ cho tôi. Dạ. Để cho nó mọc thẳng, nó đục hẳn cái tường lên, trần nhà lên cho khí nó vào nhá. Dạ, chút xíu vậy chị, mười mấy, 40 cây rồi, cái cây chính giữa thấy giống công viên quá vậy cô. Bây giờ bà muốn nhà bà hạnh phúc. Dạ muốn. Muốn trồng là vui dạ vẻ muốn. Không? Thế thì phải làm theo ý dạ tôi nha. Đây, business card của thằng cháu tôi. Nó bán cây xanh. Nhá. Đồng dạ thời đó, bà phải, à, cái chỗ này bà phải đặt một cái hồ cá cho nó cứ sự sống bơi lượn trong này nhá. Dạ. Đây, đây, business card của chị tôi. Cái bà chị mà lấy cái ông chó trang nắng hại. Dạ. Bán hồ cá. Dạ. Cứ tới đó là bớt liền nhá. Dạ. Coi như là bà làm tất cả những cái lời mà tôi nói đấy. Yeah. Tất cả đúng như thời tôi. Coi yeah như là tai qua nạn khỏi, cuộc đời bà sung sướng và không bao giờ gặp cái tai yeah nạn gì hết. Dạ. Nha. Dạ cảm ơn bà. Rồi đây nha. Đây dạ này. Cái này ơi. Cái gì vậy? Chuyện gì? Trời. Cái gì vậy Niệm? Trời ơi, ai quán quán gì vậy? Trời ơi, trời ơi, cái chuông quá. Sao chưa gì đó, thằng ăn mày thế này. Trời ơi, ai quán gì, ai quán gì? Quán cái gì? Ôi sao vậy? Trời bác ơi, mặc nguyên bộ đồ đen. Dạ. Chó tưởng ăn trộm. Hả? Nó vào vô nó cạp. Trời ơi cô
thủy bận đồ đen rốt cuộc cũng bị chó cạp. Trời ơi, mai lỡ cạp tới đầu gối, cạp cao hơn chút còn gì đời em nữa cô. Bà ơi, bà từ từ để tôi giải quyết cho. Gớm, nó mà tạp cao lên tí nữa tôi còn tiếc ngồi chi là bà. Coi coi, tôi chết rồi. À, đây này, coi đây này. Đây này, xoay vào đây này. Ấy. Trời đất ơi, bảo là ngoại hắc là nội phải hắc luôn. Đây là bên ngoài đen mà trong lại xanh nước biển thế này thì đâu có được. Sao vậy nhỉ? Này ơi này, chạy mua giùm anh 10 cái quần xà lỏng màu đen. Rồi em đi liền. Khoan đã. Dừng lại. Gì nữa? Chào. Ơ, con. À. Ơi, sao đi làm về không về nhà về tiệm làm cái gì? Hôm nay con về sớm cho nên là chạy qua kia thấy người ta quảng cáo là cái Miracle Collagen này uống. Ồ, hải sinh collagen. À, uống vào nó trẻ da cho nên con mua về cho mẹ. Ờ trời ơi mẹ. Mà mẹ uống nó ít ít thôi, không có trẻ quá ra ngoài người ta tưởng hai chị em. Thằng khỉ này. Thôi được rồi, để cho mẹ. Mình phải trẻ khỏe để mình làm việc chứ. Vâng, thế phone mẹ đâu mà con gọi hoài không được. À, mẹ hết pin để mẹ cắm trong kia kìa. Ờ. Ừ. Thế bây giờ mẹ dọn dẹp để con phụ cho mẹ rồi. Hôm nay là ngày mẹ dọn dẹp thôi, được rồi, không cần phụ. Bây giờ lên đây, lên ngồi ghế đây. Mẹ mở massage cho sướng. Ngồi ghế này sướng lắm con ơi. Đây à? Ừ. Ghế này ghế gì mà lại. Ừ đó, vô gì đấy. Ta chưa mở massage mà sao mày ngoáy ghê thế? Không, hình như phone con nó rung. Trời ơi. À. Ai đấy con? Ai mà mặt mày tẽn tỏ thế hả? Ờ, ai? Mỹ Tiên, bạn gái con. À. Con nói chuyện tí. Có nghĩa là mình phải đi vào đấy. Alo. Trời ơi, thế mới có anh mới về có 15 phút mà đã nhớ rồi à? Đồ thương quá đi thôi. Oh, I miss you too. I miss you too. Ôi nó thôi mổ cho bệnh nhân đi, không có lại quên cái dao cái kéo ở trong bụng bệnh nhân bây giờ. Ừ thế thôi nhá, thì gặp sau đó rồi, bye bye. Love you. I love you more. Hồn lỡ xa vào đôi mắt em, chiều nào xoa tóc ngồi bên rèm, thầm ước nhưng nào đâu dám nói, khép tâm tư lại thôi, đường hoa vẫn chưa mở lối. Nói này này con. Trời ơi, mày làm gì mà mày dài mồm ra mày hát vậy hả? Trời ơi, mẹ nhìn con thế này, rung thế này là mẹ biết trời ơi, sắp mất thằng con mất rồi. Này, ngồi đây mẹ bảo, ngồi đây. Trời ơi, đừng có chớp chớp mắt nữa. Trời ơi, con Tiên nó làm cái gì mà con như mê mẩn vậy con? Mẹ ạ. Sao? Không biết tại sao mà 30 mấy năm nay bây giờ con mới được có cảm giác này. Trời ơi. Mà mỗi lần mẹ biết không? Ừ. Khi mà con ngước lên nhìn Tiên thì tim con nó cứ rộn ràng, đập lung tung, thình thịch, thình thịch. Ôi dồi ôi. Mẹ ngồi đây. Ừ, ừ, ừ. Sao? Mỗi lần Tiên cúi xuống nhìn con thì tâm hồn con, người con nó cứ tan ra như là nước ấy mẹ. Ôi dồi ôi, con ơi là con. Mình là đàn ông thanh niên, mình phải cứ kiềm chế chứ. Chứ ai mà mới gặp con gái mà mày đã chảy nước ra rồi làm ăn cái gì được con? Hả? Mỹ Tiên. Mỹ Tiên. Đúng là Tiên mẹ. Thằng khỉ. Mới năm ngoái coi như là mày vừa mới nói là mẹ là bà Tiên tuyệt vời nhất trong đời con. Mà năm nay lại có Tiên khác rồi à? Hả? Hạ, đấy là khác mẹ. Ừ. Ngày xưa mẹ là Tiên. Bây giờ mẹ vẫn là Tiên. Bây giờ có Tiên trẻ thì mẹ là Tiên bà. Mồm miệng mày vừa phải thôi nhá. Đây này, mẹ nói thật đấy nha. Dạ. Mẹ thấy con vui mẹ thì mẹ cũng mừng trong lòng lắm. Nhưng mà mẹ vẫn thấy lo lo. Mẹ lo cái gì? Thì đấy, cái vị thế của hai đứa. Tiên thì nó là bác sĩ, còn con chỉ là y tá, mà mình lại đàn ông nữa. Mẹ làm gì là mà lo cái chuyện đấy làm gì con? Tụi con bây giờ không tính những cái chuyện đấy đâu. Sao lại không tính? Ở trong bệnh viện ấy, con là y tá, Tiên là bác sĩ, nhưng mà vào bệnh viện thì cũng là chung là cứu người thôi, đâm ra là không có để ý mà... Bọn trẻ chúng mày thế, nhưng người lớn tuổi người ta nghĩ khác. Nhưng mà mẹ cứ hay coi thường con là y tá thôi, nhưng mà con không phải dạng vừa đâu.
Rồi ôi, thế ông không dạng vừa thì ông dạng gì? Con á, rất là nhiều fan. Hả? Rồi y tá mà cũng có fan à? Vâng, thì mẹ thấy không? À, con làm bao nhiêu việc từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, nguyên cái bệnh viện toàn fan của con không? Ôi, fan con là ai? Bệnh nhân. Trời ơi, là giỏi ơi. Con giúp đỡ người ta này, con nhiều khi còn rửa ráy, còn đấy, tắm giặt, rồi là thay tã, thay quần áo cho người ta. Vất vả lắm. Người ta thích mà người ta cũng yêu mến mình. Ừ. Mà nhiều khi những cái tâm sự của bệnh nhân ấy, con con là người thấu hiểu, cho nên là nhiều khi con còn hát cho người ta nghe đúng cái tâm sự. Hát đúng tâm sự là hát làm sao? Ví dụ có cái ông kia, ừ, bác kia cũng nhiều tuổi, 72 tuổi, ừ, về Việt Nam kia lấy một cô 27. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, thôi chết. Sang bên này bị bỏ luôn. Đúng ngay, ừ, ừ. Thế là vào bệnh viện cao máu. À, vỡ tim ra chứ còn cao máu là thường đúng không ạ? Ừ. Con mới biết cái tâm lý đấy, con mới hát cho ông một bài. Hát bài gì? Tôi đã lầm đưa em sang đây để đêm dài nghe tiếng thở dài. Con ơi là con. Trời ơi, mẹ nghe mẹ còn nấu cả ruột chứ gì đó. Mà mày sao cứ giỡn chơi với bệnh nhân thế hả? Không, nhiều khi con còn phải nghiêm túc nữa chứ. Ừ. À, có những khi mà có những đứa trẻ mẹ, à, nó vào bệnh viện mà nó bệnh thì mẹ biết là nó quấy khóc. Đến mẹ nó mà phải lả đi á. Đấy rồi, ôi ôm đứa con ốm đau trời mẹ lắm con ạ. À. Rồi nhiều khi con phải ôm những cái đứa trẻ đấy, con ru. Những cái bài ru mà ngày xưa mẹ ru con ấy. À ơi, con có đậu cọc câu áo, ăn sung sung chát ăn đào, đào chua. Những cái bài ru mà mẹ dạy con từ thuở nhỏ con vẫn nhớ hết. Rồi Mỹ Tiên nó hỏi con là tại sao mà anh lại có nhiều những cái văn hóa để anh tâm sự với bệnh nhân, rồi anh lại còn biết hát ru nữa. Con toàn nói là do mẹ dạy không ấy. Ủa thưa ông ơi, ông định tôi vừa vừa thôi, tự nhiên có người yêu thì cứ định mẹ. Thôi được thế này nhá, mẹ dọn dẹp xong rồi mình về, hôm nay nhà mình ăn bún thang, con đi chạy sang chợ mua cho mẹ ít rau. Bún thang là mẹ là số một. Đấy nịnh nữa. Một tô bún này, cho bún nóng vào này. Ừ. Rồi xong rồi thịt gà thái nhỏ ra rắc lên này. Ừ. Xong rồi trứng thái chỉ này. Rồi hành khô, mộc nhĩ, nấm hương. Ừ. Rồi một chút hành mùi. Rồi sau đó là cho tía tô vào. Thôi ông ơi, gà không ai ăn với tía tô cả. Vứt tía tô ra, mua rau răm cho vào. À. Tao học cái bà Nga hàng xóm ấy, như thế nhá. Đấy. Rau răm. Thế bây giờ con đi mua rau răm. Ừ, rau răm. Rồi về nhá. Rồi. Vâng. Thế con đi rồi con gọi luôn cho Mỹ Tiên là về đây rồi mẹ con mình về ăn. Đúng nhá. Rồi, đúng rồi. Để rồi con chào mẹ. Ăn cho vui nhá. Dạ. Nhớ cho con nhá. Khỏi quá là. Oh hi. How are you? The one do nail, right? What? Okay, pick the color and I do it for you. Sorry, you don't need the color. Are you long or short? What? No. Can I see you? What? Can I see you? Oh my God, you so short. What? What? Don't worry, I can make you longer. What do you mean? Huh? What do you mean? I can make your nails longer. No. Oh my God, you scare me. No. I don't want anything. Uh-huh. I just want you make me happy. Oh yeah, sure. Yeah, I will. I will make make you happy. Yes. Oh my God, sexual harassment. Oh my God. Oh, cái gì sexual? Tôi có làm gì đâu mà sexual harassment? Vietnamese. Yeah, I am Vietnamese. Trời ơi, sao Vietnamese nãy giờ không nói được tiếng Việt thì nói tiếng Mỹ, làm mình nói tiếng Mỹ mỏi cả mồm à. Chị có cho tôi nói đâu. Ôi trời ơi. Xin hỏi thăm chị. Tại tội ông ơi, vào đây làm cái gì? Cửa hàng sắp đóng, tiệm đóng cửa rồi ông ạ. Coi như là nếu mà ông muốn cái gì thì ngày mai trở lại. Bởi vì là chủ người ta về rồi, tôi chỉ là thợ ở đây thôi nhá. Trời ơi, ước gì là chủ tiệm nail cũng đỡ. Hả? Xin lỗi, chị có phải là chị Hồng không?
Ôi trời ơi, đúng rồi, tên tôi là Hồng. Tên tiếng Mỹ chị là Rosie. Ôi trời ơi, sao không biết cả neo danh của tôi nữa. Dạ. À, tôi xin tự giới thiệu với chị, tôi là Lạc Đàn. Hả? Lạc Đàn. Lạc Đàn à? Không. Tên Lạc, họ Đặng. À, Đặng Văn Lạc. Ờ, vâng, dạ. Vâng. Dạ, đây là business card của tôi. Ồ, vâng, vâng. Ôi dạ. Ôi trời ông ơi, ông làm gì mà nó lắm nghề, nó dài thòn cái business card của ông vậy ông? À, dạ thưa chị, đây là mấy cái nghề mà trong mấy chục năm qua tôi từng trải ở cái xứ người này. Vâng. Tôi nhớ lại là những ngày tháng đầu tiên chân ướt chân ráo tôi sang bên đây á. Vâng. Cái nghề đầu tiên của tôi á là tôi làm cắt chỉ. À, ừ. Vâng. Sau đó khá hơn tôi chuyển sang cắt cỏ. Rồi cắt cỏ một thời gian tôi chuyển sang nghề cắt mai. Nhưng mà thời đó tại tôi may áo đầm nhiều quá, có số người đồn tôi bóng. Hả? À, cho nên tôi tức quá tôi chuyển sang nghề khác, không cắt nữa. Chứ làm gì ạ? Mà đập. Ồ. Nghề xây dựng á, construction á. Vâng. Nhưng mà tôi chịu khó lắm. Tôi thường thường tôi mua nhà cũ tôi sửa sang lại tôi bán lấy công làm lời. Vâng. Ví dụ như cái nhà khoảng chừng trăm mấy. Vâng. Tôi bỏ ra chừng 2-3 ngàn, tôi sửa sang là tôi bán 1.2 triệu. Ừ. Đó. Vậy là cái nghề của tôi. Vậy là cắt cỏ rồi còn gì nữa. Dạ. À, nhưng mà ông ơi thôi bây giờ ông lòng vòng quá, ông cứ cắt cái này xong rồi đập cái kia rồi chả hiểu ông vào đây làm gì. Thế à, thì bây giờ tôi cũng xin nói thẳng vào vấn đề. Vâng. Tôi là ba của nữ bác sĩ Mỹ Tiên, tốt nghiệp đại học Harvard Medical School với bằng MD. Ôi. Và con gái tôi bây giờ đó ha, là đang quen với con trai của bà, là cậu y tá Long á. Ôi trời ơi, quý hóa quá, bây giờ tôi mới biết ông. Ôi trời ơi, thế sao ông là ông Tiên à? Không, 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 không. Ba của Tiên chứ phải là ông Tiên. À, thế à, thôi, thôi, thế thôi, bố Tiên mời bố Tiên vào đây. Ôi trời ơi, vâng, chào ông ạ. Quý hóa quá ông ơi, rồi đất ơi. Ông ơi, ông có dùng cái nước gì không? Ở đây mà cứ làm nguyên bộ chân tay nước là tha hồ uống nước, muốn uống. Không, không, chị lộn rồi đó. À, vâng, ảnh hưởng nghề nghiệp. Vâng, đây tôi xin nói ông thế này nhé. Tôi về tôi cứ bảo cháu Long nhà tôi hoài. Sao mà ai mà lại có phước có đứa con gái vừa giỏi vừa xinh mà ôi dồi ôi. Ông là phước lắm mà, cháu ngoan lắm mà. Đó, chị biết rồi đó. Vâng. Nuôi đứa con ở đây nó đã khổ rồi. Vâng. À, thành nhân thành đạt mới là khổ hơn nữa. Vâng. Nhất là một người hoàn cảnh như tôi. Vâng. Gà trống nuôi con đó chị. Ồ. Vậy mà con gái nó cứ làm tôi buồn hoài. Ôi giời ông ạ, ông nói thế tôi hiểu đấy. Bây giờ bọn trẻ nó không như mình. Đây tôi nuôi con tôi biết mà. Tôi cũng thay chồng nuôi con đấy ông. À, vậy thì ra chị cũng là gà mái nuôi con. Ông ạ, người ta có nói thì người ta nói gà trống nuôi con, chứ chả ai nói gà mái nuôi con bao giờ ông ạ. À, là bởi vì là mái là phải là nuôi con nuôi cái rồi. Đấy, à, vâng ạ. Xin lỗi. Vâng ạ. Tại qua Mỹ lâu quá tới giờ tôi quên. À. Nhiều khi tiếng Mỹ cũng không rành. Ồ, vâng ạ. Rồi với lại con gái tôi nó cứ làm tôi buồn hoài, cho nên đầu. Ông ạ, à, tôi thấy cháu này học giỏi này, bác sĩ này, xinh đẹp này, ngoan ngoãn này, rất ư là bình dân, mà tại sao ông cứ buồn mãi làm sao? Đó, đó, đó. Chị thấy rồi đó. Vâng. Con gái tôi có sắc có tài. Vâng. Bằng cấp nó cao có địa vị nữa. Vâng. Mà tôi chỉ biết là nó có bao nhiêu mai mối môn đăng hộ đối. Đúng rồi ạ. À. Nó không chịu. Vâng, thế là sao ạ? Nó lại đi thương anh đi tá con của bà làm neo. Ố, thế giờ nãy giờ ông nói mẹ con tôi à? Ôi, y tá là thằng Long mà neo là tôi à? Ôi giời ông ơi, ông ơi ông đến đây ông nói chuyện đấy thì nói làm gì? Có gì đâu, tôi nói thật ông nhá, ông nói là cháu Tiên nó có bằng em đi chứ gì? Con tôi nó có bằng đi em đây này. Nó mà cất giọng hát lên một cái là em nào cũng theo nó hết trơn. Còn làm neo thì có cái gì đâu mà ông nói ông ơi, chúng nó đang yêu nhau cơ mà. Đây nè chị bình tĩnh chưa nghe tôi nói. Vâng. Tôi đến đây chỉ vì lo cho hạnh phúc thằng con chị thôi đó. Ừ, hạnh phúc gì chứ, giờ trẻ nó yêu nhau rồi tôi làm sao tôi nói được ông. Bây giờ chị nghe tôi nói, bây giờ tôi thí dụ nha. Tôi thí dụ hai đứa nhỏ nó cùng làm một cái bệnh viện. Vâng. Mà con gái tôi á. Vâng. Nó lại địa vị cao hơn con chị. Không ạ, thời buổi bây giờ phụ nữ người ta làm cao cũng nhiều lắm mâm ạ. À, rồi bằng cấp nó cao hơn con chị. Ừ thì nay mai cháu nó có thì giờ cháu nó học thêm thì lại bằng cấp lại nâng cao lên. Cháu Long ấy. Rồi cả chiều cao nó cũng cao hơn con chị. Đúng không? À, cái đó thì đổi không được. Vâng. Đó, tôi nói chị nghe. Cái đó, đó, tôi nói chị nghe. Bây giờ tôi hỏi chị nè. Vâng. Lúc mà con người ta đang yêu con người ta mù quáng lắm. Vâng. Thấy không? Bồn mực yêu tới mức độ mà nhiều khi chu lè chu lét cũng nhìn nó thơm nữa. À, vâng, đó, vâng. Cho dạ. Nên rồi đám cưới thì sao? Nếu mà đám cưới à? Đám cưới thì sao? Before và after nó khác lắm. À, thế à? Chị nghe người ta nói không? Hôn nhân là mồ chôn của ái tình. Hôn nhân là mồ chôn của ái tình. Đó. Đấy, ông nói câu đấy tôi phải suy nghĩ đấy. Khi mình yêu nhau, mình cưới nhau coi như là chết một lần đúng không?
Mà nếu mà cưới rồi mà lấy phải thằng chồng cà trớn là chết thân lần nữa. Đó. Có nghĩa là người chết hai lần xịt ra nát tàn ông ơi. Đó, thấy chưa? Tôi nói chị nghe nè, bây giờ nay mai này đó, hai vợ chồng nó đi ăn tiệc của những người trí thức là thế nào? Thằng con chị nó sẽ lạc lõng trong cái đám trí thức đó. Trong những người trí thức đó. Vâng. Rồi vợ chồng người ta kỹ sư, bác sĩ, tiến sĩ không à. Rồi tới chuyên tới phiên giới thiệu vợ chồng nó. Vợ bác sĩ, chồng y tá. Tội nghiệp nhỏ không? Thằng nhỏ nó sẽ bắt mặc cảm từ cái nhỏ sang cái lớn. Nhưng mà... rồi mâu thuẫn này sang mâu thuẫn khác. Rồi nó xảy ra chuyện ly dị. Nè, mà tôi chưa nói nha. Rủi nay mai này nó có con có cái rồi sao? Phận ông bà tôi với chị đâu có cam tâm mà nhìn con của mình, nhìn cháu của mình đầu tuần này ở nhà của má nó, rồi cuối tuần ở nhà của ba nó. Chị chịu nổi không? Chị chịu nổi nó như vậy không? À, nhưng mà ông nói vậy bây giờ là ông muốn làm sao? Tôi muốn chị ráng nói con trai chị. Vâng. Buông con gái tôi ra đi. Ông ơi, chúng nó yêu nhau mà con tôi đâu có bám con ông đâu, bảo nó buông. Không, tha. Ê, tha. Trời ơi, chúng nó đang yêu nhau mà con tôi đâu có bắt cóc con ông đâu, bảo nó tha. Trời ơi, tất cả mọi thứ tôi là vì thương con chị thôi. Thôi được rồi, bây giờ như vậy tôi về tôi nói với cháu nó đã. Tôi phải bàn với cháu nó coi làm sao đã. Chứ rồi, còn ông nữa. Ôi con xe là con để đầy một xe rau rồi đấy. Ừ vâng. Bây giờ rau răm đúng không? Vâng. Thì tí nữa Mỹ Tiên bảo là về đây, rồi là mẹ con mình về nhà luôn. Rồi, bây giờ con cứ về trước đi. Con về. Con cái chịu nổi không? Cha nó nhà chờ cơm, đi thẳng làm tới nhà người dân nó ăn. Bác đây là. Tôi là ba của Mỹ Tiên nè. Ôi ôi. Để mẹ tiếp rồi, rồi. Con bây giờ lần đầu tiên con mới gặp. Úi dồi, bác mà là bố của Mỹ Tiên khổ. Ở trên Facebook gặp suốt mà với cơ mà chưa có gặp ở ngoài. Mà ở trên Facebook ảnh hình đẹp dài lắm, trông như là Brad Pitt ấy. Mà ở ngoài khác hẳn mẹ. Thôi con. Không, ở ngoài thì bác cũng đẹp mà nhìn giống Quang Minh. Nhưng mà bác lịch sự hơn Quang Minh nhiều. Quang Minh ông đấy ông đều sao ấy. Con nói thôi được rồi. Thôi được rồi. Thế bác nhân tiện đây mời bác về nhà mình ăn bún thang mẹ con nấu luôn. Miệng cậu cũng ngọt quá ha. Thì đó, thì Mỹ Tiên cứ nói con là miệng ngọt như mía lùi. Tôi không có giỡn với cậu nha. Tôi không có giỡn với cậu nha. Đừng có bài đặt hạt mà đồ đeo chân đĩa. Sao tôi? Đùa, bác là giỡn. Đĩa làm gì có chân mà hạt đeo đúng không? Ơi, con. Lộn. Ý tôi muốn nói á, là con gái tôi là hạt á. Cậu nhỏ như con đĩa vậy đó, đừng có dai quá nha. Nãy giờ tôi nói chuyện với mẹ cậu rồi. Tôi cho cậu biết, tôi với cậu không cùng một level. Thôi được rồi con sang đây. Thôi được, ông đủ rồi, ông nói con tôi được rồi. Mẹ... bây giờ ông về rồi tôi sẽ nói cho hai cháu nó không gặp nhau. Mẹ không phải nói, sao mẹ lại nghe lời bác ấy? Tụi con yêu nhau cơ mà, con yêu Tiên. Nhưng mà trời con... Gì vậy? cái chữ yêu từ cái miệng cậu nói ra dễ quá vậy. Tôi cho cậu biết, để chứng tỏ một tình yêu cho một người không phải là dễ nha. Cậu có bao giờ trải qua khó khăn khổ sở những hoàn cảnh giống như tôi chưa? Ông ạ. Đây là cô Tiên nè. Tôi cho cậu biết, con Tiên lúc đó còn nhỏ đó, mỗi khi nó ho nó sổ mũi đó, tôi phải vác nó lên vai suốt một đêm cho nó có một giấc ngủ ngon nè. Rồi suốt 12 năm trời, cứ mỗi buổi sáng đúng 8:11, chiều 2:45, tôi đưa đón nó đi học không sót một ngày nào. Rồi tối một ngày đúng nó 18 tuổi, nó mua ao ra ngoài, nó bỏ tôi, nó đi đại học. Cậu có tưởng tượng tôi đứng trong căn phòng trống rỗng của nó vì nhớ thương con mà không có thằng trẻ con hay không? Ông à. Rồi nó vô đại học đâu phải là sống đâu. Tôi gặp bao nhiêu là rắc rối, bao nhiêu là khổ sở, bao nhiêu... Trời ơi, có một đêm, nó gọi điện thoại, nó bỏ học. Cậu cũng biết tôi phải ôm cái điện thoại thức nguyên một đêm cắt nghĩa nó, dụ dỗ bao nhiêu áp lực trong đầu của tôi. Ông à. Để được ngày hôm nay, cậu làm được như vậy hay không? Nếu làm được như vậy hãy nói là yêu nó. Bác ạ,
những hy sinh của bác, những nhọc nhằn của bác khi mà bác nuôi Mỹ Tiên lớn lên bao nhiêu năm trời. Công lao của bác cháu không dám giành, nhưng Mỹ Tiên còn cả một quãng đời ở phía trước, còn phải lập gia đình nữa chứ. Bác đâu có ở bên cạnh Tiên một ngày 24 giờ, một tuần 7 ngày và một tháng 30 ngày được. Rồi những áp lực công việc, đời sống khó khăn, bao nhiêu thứ Tiên có dám tâm sự với bác đâu, vì sợ bác lo. Nhưng mà lúc đấy chỉ có cháu ở bên cạnh Tiên thôi. Chúng cháu nhiều khi cũng chẳng nói với nhau được một lời nào, nhưng mà chỉ một ánh mắt nhìn hay là một cái nắm tay thôi cũng đủ cho Tiên cảm thấy ấm lòng lại. Và chúng cháu cảm thấy đời này đáng sống hơn, thưa bác. Vâng ạ, cháu Long nó nói đúng đấy ông ạ. Tình phụ tử có cao thiêng thế nào thì mình cũng đâu thể nào so sánh với tình nghĩa vợ chồng được. Tôi nói tóm lại có nghĩa là có những cái mà cháu Long nó làm được cho cháu Tiên mà ông thì không làm được. Nôm na là như thế ạ. Thôi, trời đất ơi. Trời ơi, một người y tá với một người làm nail, rồi hôm nay học ở đâu văn chương cao sang nói ra vậy? Thế là như nào? Mẹ xử lý đi. Để mẹ. Ông à, nãy giờ là tôi vì con tôi dằn lắm rồi ông ạ. Ông nói thế là tôi, con tôi với tôi không ăn nói cao sang được thì ngành nghề gì ăn nói cao sang được? Hả? Ông bảo là bây giờ ông cực khổ để ông nuôi cháu Tiên trở thành bác sĩ. Vậy tôi hỏi ông là ông có biết là có biết bao nhiêu bác sĩ, bao nhiêu kỹ sư, nói chung là những người thành danh là nhờ bố mẹ đi làm neo không? Hả? Tôi hỏi ông điều đấy đấy. Trời đất ơi, vậy tại sao chị làm neo? Chị cũng ráng dạy cho nhỏ tới bác sĩ luôn, tới y tá chị Hương vậy? Lại bác sĩ? Ông im đi nha, ông đừng nói nha, ông đừng đụng tới con tôi nha chưa? Thế tôi hỏi ông nè, thế thằng Long nhà tôi nè, nó có vòi vĩnh gì con gái ông chưa? Hả? Ông có mất mát gì cho thằng Long chưa? Ông có mất mát gì cho cái bà làm neo này chưa? Hả? Đúng. Tôi làm cái nghề neo này nè, một ngày 12 tiếng đồng hồ, ngồi trong một cái không khí nồng nặc mùi hóa chất, còng lưng cúi đầu để kiếm tiền. Nhưng mà những người mẹ như tôi á, lúc nào cũng muốn con của mình thẳng lưng ngẩng đầu nhìn đời. Ông nói đúng. Thằng con tôi đây nè, những ngày mà nó đi học á, không bao giờ nó được điểm cao hết. Nhưng cả một những năm đại học á, những năm trung học của nó, nó phải đi sớm nửa tiếng đồng hồ để nó đẩy một thằng bạn ngồi xe lăn. Rồi bây giờ vào trong bệnh viện, nó ca, nó hát, nó ru cho bệnh nhân người ta vui vẻ. Ông à, bố mẹ nào cũng muốn con mình thành ông này bà kia. Nhưng mà tôi, với tôi rất hạnh diện vì con tôi là người tử tế. Kìa mẹ. Thôi mẹ đừng khóc. Không, mẹ không bác. Khóc. Mẹ không có khóc. Bác làm cho mẹ cháu khóc rồi đây này. Cháu đã hứa là không có để ai làm cho mẹ cháu khóc. Mà ngày hôm nay bác làm cho mẹ cháu khóc. Đây là người phụ nữ quan trọng nhất của đời cháu. Thôi cho bác về đi, cháu không gặp Tiên nữa. Long. Ôi cô Tiên. Anh mới nói gì? Cháu anh không muốn gặp em nữa. Trời ơi. Ba. Anh trời ơi. Cháu lại đến đây rồi bắt mẹ anh Long của con. Trời ơi cô ơi, cô gái cô của anh. Anh. Trời ơi. Này. Tôi cho cậu biết nha. Đây là người phụ nữ quan trọng nhất của đời tôi đó. Không ai được quyền làm cho nó khóc nha. Đây cũng là người con gái quan trọng nhất đời cháu. Ủa gì kỳ vậy? Ai cũng quan trọng với cậu hết vậy, ai quan trọng với tôi? Tôi nói ông nghe. Bà quan trọng thôi, bà đừng tới bà. Cái gì vậy? Trời đất ơi, trời, con. Qua đây ba tôi, con sẽ đứng đứng một người đó. Em qua ba đi. Con đi. Qua với ba con đi. Buồn xấu lắm con. Trời ơi, bác sĩ của ba. Bác sĩ nữa. Ở đây mình người nhà thôi à, ba gọi con bác sĩ kỳ quá. Gì con? Con biết là ba thương con. Ba rất là tự hào vì có con là bác sĩ. Nhưng mà ba nghĩ đi, ở trong bệnh viện mà chỉ có con là bác sĩ thôi, không có những người như anh Long đây nè,
thì bác sĩ không khám được mà cũng đâu có mổ được một mình đâu. Quá hay. Chuẩn luôn. Ừ, quá hay quá. Em nói cái này là chuẩn. Bác với mẹ mà không biết gì về nghề nghiệp của tụi con ấy thì phải xem phim Bộ Đại Hàn. Bộ Đại Hàn. Ở trong phim á, là khi nào mà bác sĩ mà mổ vào trong phòng mổ là nguyên một cái ekip mấy chục người phục vụ. Đúng. Chứ bác sĩ mà một mình thì mổ với ai? Ừ. Mổ kiểu gì? Và ai mà đưa khăn đưa kéo cho mà mổ? Không ai. Con nói đúng đấy. Trời, con hôm nay con học ai mà con dám lý lẽ với ba vậy? Hả? Con mới học từ anh Long á. Không, cái này mẹ dạy. Mẹ dạy con. Trời đất ơi con. Không lẽ bây giờ gì vì nó mà cô có đứng bao phê hả? Con không thương ba hả? Trời ơi, quên đi. Thôi qua đi con ơi, để ba mày. Trời ơi, con hạt của ba. Con hạt là con gì? Anh ơi, con hạt là con gì? Hạt. Con chim. Hạt là một loài chim quý. Là chim quý? Ừ. Ông mà ba. Gì con? Thế ba chỉ biết yêu chim quý thôi. Ba không yêu những con chim khác à? Trời ơi, con. Ai dạy con mà hôm nay tự nhiên con lý lẽ với ba hoài vậy? Anh Long cũng có dạy con. Nửa Long nữa. Cái này cũng là mẹ dạy luôn. Nữa. Thank you. Trời ơi, con. Bây giờ con cái gì cũng hai người này dạy con làm sao vậy con? Thế con không thương ba hả? Trời ơi, qua đây ba lạc nè. Không thương ba gì hết. Lần này quá ôm ba cho ba vui đi con. Ba là ba của con sao không thương ba được? Con lại phải thương ba nhất. Ba là của con. Ôi trời ơi. Đúng. Trùng hợp quá. Ba em tên là Lạc. Ông mẹ anh lại tên là Hồng. Ba anh với mẹ anh cộng lại với nhau coi như là anh em mình, nhắc nhở là con cháu của Lồng Hạt rồi. Cái gì Lồng Hạt? Là gì? Cái này em hơi bị nhầm. Cái này không phải là không có cái lồng nào ở đây hết. Nó là Lạc Hồng. Trời đất ơi, Lạc Hồng. Lạc Hồng. Trời đất ơi, hôm nay biết lịch sử này nọ, ai dạy con mấy cái vụ này vậy? Lúc nào cũng anh Long dạy con đó. Cũng là mẹ luôn. Lông mẹ. Sao có cái gì cũng anh Long với mẹ hết vậy? Chứ ba bận rộn cả ngày, ba đâu có thời gian ba dạy cho con. Đấy, dành giờ cho con. Thì ba làm tất cả mọi thứ là cũng gì muốn cho con, nuôi cho con học trưởng thành. Ba cũng cái này làm như có duyên rồi nha. Ba cũng biết lịch sử nha. Thằng này là Long. Long là rồng. Đúng rồi. Còn con là tiên. Rồng tiên. Ôi trời. Hay. Ba muốn học về anh Long luôn à? Không, gì Long hoài vậy? Không. Cái này là bố nói chứ anh chứng nhận là bố nói. Bố nói rồi chưa? Bởi vậy đừng có nghĩ là ba không biết nha, thằng này thông minh đó. Đấy, con nói cho bố biết. Mẹ con còn nhiều khi không nghĩ ra cái chuyện là dòng tiếng. Chết, tiếng đồng ý cho tụi con được ba của anh Long mà Buông ra, sao ông nói vậy? Đâu, bác đẩy cháu mà. Mày, buông ra. Qua đây. Ao. Ba nói con nghe nè, mình là đàn gái. Ba em lại mới nói đàn gái, ba em đâu có nói chưa. Mình là đàn gái muốn cái gì để đàn trai họ lộ ngỏ lời trước, đúng không? Thôi được rồi, đây tôi đàn trai đến đây, tôi đàn trai con tôi đây. Thôi thầy hai, hôm nay nè, con là đại diện đàn trai, con ngỏ lời như thế nào thật là hay vào để cho đàn gái người ta chấp nhận nghe chưa? Để con ngỏ lời nhá, mình là đàn trai mà. Ừ. Đừng chảy nước nha con. Mỹ Tiên. Tiên đây ăn. Anh sẽ vì em làm thơ tình ai. Anh sẽ gom mây kết hình lâu đài. Chiều một đêm trăng nào tới, đời chiều vàng hôn lên làn tóc. Đời một lần không gian đổi mới, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Trời ơi. Trời ơi, ông coi này, thằng Long con tôi nó nằm gọt lõn trong lòng con Tiên đấy này. Trời ơi, dễ thương quá. Bây giờ tôi thấy nó xứng đôi vừa lứa quá. Trời ơi, tình yêu đẹp quá. Tôi thấy tình cảm của tụi nó lãng mạn quá. Ừ. Nó giống như tình yêu mà trước khi mà tụi chưa lấy vợ đó. Tôi nói chuyện nghe nó cũng. Sao?
Thôi nhìn chị không dám kể. Ơi đừng coi, bây giờ tôi nói chuyện nghe nè. Sao? Bây giờ tôi thấy rồi. Ừ. Nãy giờ tôi có nặng lời thì chị cũng thông cảm cho. Ừ. Tại vì thương con quá nó mới như vậy. Rồi cái thứ hai nữa cũng cảm ơn chị thay mặt tôi dạy dỗ nó những điều hay lẽ phải. Bây giờ tôi mới thấy. Vâng. Tôi mới thấy nha, không có cái gì qua được tình yêu. Đúng rồi. Mà tình yêu chân thật nữa. Ừ. Nó yêu nhau cứ để nó gầy dựng hạnh phúc cho nhau. Đúng rồi. Không ảnh hưởng tới nghề nghiệp. Đúng, đúng, đúng rồi. Đúng rồi đó, ông anh nói câu đó hay đó. Dạ. Thôi bây giờ cả nhà mình về ăn bún thang nhá. Vâng, thế thôi con mời bố mẹ đi. À, khoan khoan khoan, nói cho rõ ràng. Nói bố mẹ người ta tưởng tôi với bà này vợ chồng nữa. Con mời ba là, con mời mẹ hầu. Ừ, bây giờ này, bây giờ chúng con nhớ nha. Bây giờ dù bất cứ nơi đâu, bất cứ nghề nghiệp gì, chúng ta cũng phải làm dạng danh dòng giống dòng tiền. Dạ đúng rồi. Dạ. Bạn Kiều, Diễm Sương, từ đây quen quá. Ông ra nào ông cho con hay, tự nhiên tắt nhạc làm con mất hứng à. Mày làm cái gì đó? Mày lau nhà hay mày nhảy đầm? Dạ cả hai. Ừ. Dạ. Ê, cái gì? Ông trời ơi, nãy giờ cũng sàn nhà còn ướt, con lau nãy giờ gần chết. Ông dẫm lên được kìa. Ông thế trời, mà mày trở dậy ra cho con cái đi. Trời ơi, khổ quá này. Trời đây cởi đi. Trời ơi ông chủ ơi, ông chủ. Cái gì? Trời ông chủ ơi, mang nó dớ gì mà lồi ba bốn ngón chân, nó kỳ quá ông chủ. À đi, mày bảo tao hà tiện à? Không phải là tao hà tiện đâu. Nếu mà cái chiếc bí tất này mà nó rách giống vậy thì tao cũng đã mua rồi. Nhưng mà đây này, mày kém quá, đi vào như thế này thì ai mà biết. Đây, đây này. Đấy. Đi vào như thế này là người ta chỉ coi cái cổ này thôi chứ này. Trời, có thiệt phục ông chủ luôn á. Đây. Nhưng mà dạ, mày biết là lý do nào tao mướn mày về đây không? Dạ con biết chứ. Biết cái gì? Tại bị con có học. Ở đợi mà có học. Trời. Ông chủ đừng khi dễ nha. Ở đợi cho con, thiệt ông chủ à. Tốt nghiệp đại học trường làng á. Đại học là trường làng làm gì có đại học? Ủa? À, tốt nghiệp mẫu giáo. Tao mướn mày về đây ấy, là vì cái thời buổi này làm ăn khó khăn quá, rồi sanh ra trộm cắp. Cho nên tao mới cần một cái thằng đàn ông khỏe mạnh ở trong cái căn nhà này, để nhỡ mà đêm hôm mà có trộm cắp về đây thì mày còn đỡ đần tao một tay, mày hiểu chưa? Ủa? Vậy ông chủ quên rồi. Quên cái gì? Ông chủ quên nhà mình có nuôi chó hả? Có nuôi chó để giữ nhà, nhưng mà khốn nạn là tao mua lầm, mấy con chó nó có cái tật ngủ say quá. Thế cho nên là tao dặn mày cái này. Khi nào mà mày nghe tiếng động tĩnh là mình có trộm trong nhà đó, thì mày làm ơn mày dậy mày đánh thức ngay con chó vậy cho tao. Ông chủ ơi, ông chủ. Ông chủ lầm nữa rồi. Cái gì? Con nói thiệt chứ ông chủ nha. Con còn ngủ say hơn là chó đó. Ôi giời. Nhưng mà không sao. Con nói ông chủ nghe. À. Ông chủ yên tâm. Cái chó này không phải chó mày coi. Dạ con ngồi đâu? Chỗ mày ngồi trong kia. Ở đâu ông chủ? Đó, trên cái bàn thờ đó. Không dám đâu ông chủ. Con ngồi nhỏ xíu à. Bàn thờ đã dành ông chủ ngồi. Nhưng mà ông chủ nói nghe, chủ nghe nè, ông chủ đừng có lo cái gì hết á. Ừ. Để con lo cho. Ừ. Mai mốt á, lỡ mà ông chủ có nghe động tĩnh gì, ông chủ nghi ngờ có con trộm ha. Ừ. Ông chủ chịu khó đi. À. Ông chủ chịu khó chạy xuống kêu con. À. Rồi con chịu khó con chạy ra kêu con chó dậy. À. Rồi con chó chịu khó chạy ra cắn ông chủ. À, không, không phải, không phải, cắn ăn trộm, cắn ăn trộm. À. Dạ. Bố. Ok con. Cô Hai. Anh Tư. Cô Hai mới dậy hả? Vâng. Cô Hai ăn gì không? Tôi nấu cho cô Hai ăn. Cảm ơn anh Tư. Dạ dạ. Con ơi, con ngó đồng hồ kìa. Mới có 11 giờ rưỡi trưa mà con dậy sớm đến đây. Con cứ dậy sớm như thế này rồi ốm đau rồi đổ bệnh đổ hoạn, nó lại khổ bố mày đấy. Bố cứ mắng con mãi à? Ôi trời. Hôm nay nó đi đâu mà nó làm dáng thế này. Này váy đầm váy đồng cẩn thận thế này, xinh quá, con bố xinh quá, đẹp quá. Này, bố. Mày thấy con gái nào xinh không? Đẹp quá, cũng là đẹp. Mà thôi, dạ. Tao hỏi thế thôi. Dạ. Nhưng còn con tao biết đẹp rồi mà. Bố, ừ. Bố ngồi xuống đây. Ừ. Ông chủ. Để con sửa cái này lại cho bố nha. Dở. Cô hai. Dở. Cái trong này. Dạ. Mày đi ra chỗ kia lâu. Nhanh, đi ra chỗ kia lâu đi. Con ơi, sao con dại thế? Con ơi, ra con trai con đứa mà nó bảo con dở chân là con cứ dở như thế thì khổ bố mày à. Bố này, bố, ừ. Sao bây giờ bố còn ở nhà? Đáng lẽ là bố phải đi qua nhà bác Thông ăn cưới mới phải chứ. Thì bố đang lưỡng lự này, chả biết có nên đi hay không đây này. Bố nói vậy đâu có đúng. Bác Thông với bố là chỗ thân tình. Bố không đi là bác giận bố chết đó. Thân thì thân, nhưng mà đây này, con nghĩ đi. Bác Thông có tới 4 đứa con. Thế bố phải đi mừng đám cưới 4 lần, trong khi bố có mỗi một mình con. Tính ra thì lỗ quá. Bố. Thôi nhưng mà thôi bố chừa con ạ. À.
lần sau mà bố có mà kiếm bạn bè bố chơi thì bố chỉ kiếm với đứa nào mà nó là triệt sản hay là nó hiếm muộn hay là có cùng lắm thì có chỉ một đứa con thôi chứ còn lộ quá. Chà, ông chủ. Ừ. Con có ý kiến gì nè ông chủ? Ý kiến gì? Con nói chủ nghe. À. Con thấy vậy nè, hay là ông chủ để cho con đi vào bển cho. À. Con đại diện ông chủ con đi ăn đám cưới. À à. Con ngồi ăn đám cưới mà khỏi đưa bao thơ. À. Tại con người ổn mà. À, đúng. Người ta có chửi con đồ bần tiện, hà tiện không sao hết. À. Chứ lỡ ông chủ đi vào bển ăn đám cưới mà ông chủ mừng tiền người ta có chút xíu. Ừ. Người ta chửi ông chủ đồ bần tiện là quê lắm ông chủ. Hả? Cái gì? Mày liệu cái mồm mày đó nhá. Dạ. Mày cứ cái thói mà con nhà lính đính nhà quan là có ngày đi ăn mày con ạ. À. Dạ. Bác Hoàng có nhà không? Ủa? Thảo ơi có nhà không con? Ai đấy? Mày đang coi ai đấy? Dạ. Hả? Thảo ơi. Tiếng Anh như tiếng gì thư bố ơi? Để con ra con coi nha bố. Có nhà không nào? Đúng rồi bố ơi. Hả? Dì Thư lên. Dì Thư lên bố ơi. Dì Thư lên. Dì Thư lên. Dì Thư lên bố ơi. Thôi. Dì Thư. Dạ. Tụi mày làm cái gì đấy? Dạ. Dạ. Dì Thư lên. Mày có biết dì Thư là ai không? Dạ không. Ai của hai? Dì Thư là dì của tôi. Anh này vô duyên. Ôi mà lên nhảy cỡn vô lên. Vô duyên. Thảo ơi. Ôi giời ơi. Gớm cho rồi. Cháu Tư đây à. Nhớ gì quá. Trời nhớ mày quá. Nữa đó rồi. Chào bác. Chào gì. Con khẩn sao giờ nó lớn thế. Để xuống đây gì. Trời ơi trời nắng hoa cả mắt mà vào nhìn mày là tao khỏe ngay rồi. Vâng. Trời ơi khỏe sao bác? Bác khỏe không bác? À, vâng tôi vẫn khỏe gì sao ạ? Vâng em vẫn thường thôi. Cái con khỉ này đây gì coi này. Ôi trời ơi xinh quá. Ngờ việc mày quá gì ạ? Đây gì lên đúng lúc này. Nó bèo nhèo với tôi cả ngày. Nó cứ nói mà dẫn nó về thăm dì Thư. Tôi đang tính là tuần tới đây này. Xin nghỉ phép thường niên là dẫn nó về. Chứ không có là tôi rứt cả đầu với nó gì ạ? Thôi khỏi đi đâu á. Dì lên đây rồi. Tha hồ gì cháu tâm sự. Ôi trời anh dễ thường gần 2 năm không gặp mà anh vẫn như xưa nhỉ. Vâng cảm ơn dì. Bố mày cái đen xì như củ súng ấy. Ôi trời. Đây, bác ơi, yeah. Sao mà nhà mà có tin vui mà sao còn giấu em? Nó vui gì đâu. Đây này, nhà có rể mới phải không này? Dạ. Không phải gì, anh này vô duyên. Vô duyên, không phải gì. Dì ơi, dì lắm thôi, cái thằng này nó là người ở. Vâng. Ồ, thằng người ở đây à? Vâng. Thế mà người ta tao tưởng rồi nè. Đây này, dì nghe này. Tư. Dạ. Đi xuống dưới, pha nước chè cho dì, nhanh. Ông ơi. Cái gì? Dì Thư mới dưới quê lên tự nhiên bắt ăn chè sao được. Nó khổ mày quá. Tao bảo mày nấu nước pha chè cho dì. Tức là pha nước trà đó mày nghe chưa. À. Này người Bắc ta kêu nước chè. Còn trong Nam mới kêu nước trà. À. Chưa? À, nước trà nước chè. Ừ. Người con người Nam nói trà tự nhiên chè cũng đâu hiểu. Dạ con vô lấy nước chè. Dì ngồi xuống đi dì. Anh mướn cái thằng ở gì mà tai ương thế. À, thằng ơi mỏi hết cả người. Ghế sao mà nó êm quá. Người nó cứ bồng bềnh. Dì. Cái gì? Sao lâu quá dì mới lên thăm con. Ừ. Làm con nhớ dì quá. Ừ. Cứ mỗi lần mà con gặp dì hả con lại nhớ mẹ con. Ừ. Sao mà hai người giống nhau đến thế cơ chứ. Ôi giời ơi con mồm miệng nó kia đi. Nhà này đúng là mồm mà con mố mày rồi đấy. Mồm miệng gớm chứ. Gì? Rõ khỉ. Tao với mẹ mày hai chị em ruột. Không giống nhau thì giống ai. Ôi giời ơi. Đại trời ơi đứng xa xa thì ngắm đi coi. Ôi giời đất ơi. Ngày nào mà bây giờ nó bỗng bồng bồng thế này. Nó xinh quá. Này Phước bảy mới đời nhà mày đấy nhá. Phước sao hả gì? Mày giống mẹ mày như hệt đấy. Anh coi này cái chân mày này. Cái mà sắc lẻm như thế này giống mẹ nó quá anh nhé. Vâng. Rồi cái mắt ôi dồi mắt bồ câu giống chị y hệt anh nhé. Vâng. Ôi dồi con răng nó đều tăm tắp giống chị y hệt anh nhé. Vâng. Rồi coi như là nó giống mẹ nó. Tật anh nhỉ. Mày may mắn đấy nhá. Mày mà giống bố mày thì bỏ đời nhà mày rồi. Bố mày vừa xấu lại vừa đen. Anh nhỉ. Gì? Không. Em nói hình thức trông thế chứ thật sự tính tình bố mày được cái này lại gian. Quá. Nó lại ngang rồi. Đi nắng nó hoa. Gì téo cơ thì trêu bố mà bố. Dạ có chè đây gì. Dạ chè. Chè là tiếng Bắc còn tiếng Nam là tiếng trà. Khát nước quá. Dạ có mời ông. Vâng dùng mời chè. Dạ có mời dì Thư dùng chè. Cho em xin. Dạ uống đi rồi xin tiếp. Không cho em xin. Dạ uống đi rồi xin tiếp. Đây nè cái thằng kia. Người Nam đưa đó là người Bắc xin là bảo là cảm ơn đấy mày hiểu chưa? Xin là cảm ơn. À xin là cảm ơn. Ừ. Dạ mời cô hai dùng chè. Cảm ơn anh. Dạ cho em xin. Lắm lúc nó bực mình. Nó chỉ được đấy nó thành thành thật đó gì ạ?
như cái thằng dở người ấy mà. Thôi kệ, thời buổi giờ kiếm người thành thật nó khó lắm mẹ, thế được rồi. Ai giỏi đất ơi, làm sao nào, muốn nói gì với gì nào? Chẳng mấy khi gì lên chơi với con. Lần này là gì phải ở luôn với con hả bố hả? Mày lấy dây chói gì mày lại? Vâng, lấy thì tao dọn cả nhà tao lên tao ở với mày đây. Vâng, đúng rồi. Cứ nói thế chứ công việc đồng áng đấy, bố mày biết đấy. Trời ơi, nó như lâu lươn đấy. Là việc không tên, chả có làm sao mà hết việc cả. Đấy. Nhưng mà dì ơi, bận thì bận chứ gì cũng phải dành thì giờ cho con chứ phải không bố? Phải ở với con ít nhất là một tháng chứ. Chứ không thôi mà mai mốt mà con đi lấy chồng rồi ấy hả? Dì muốn gặp thì dễ gì mà gặp được. Ôi giời ơi, nó dọa em đấy bác ạ, gớm chứ, đi lấy chồng. Ngày mới ngày nào mày còn cởi chuồng lồng lóng mày tắm gì? Mưa. Trời ơi, tắm mưa không cho hay. Cái anh này vô duyên. Thì đấy, mà bây giờ lại đòi đi lấy chồng. Mày khỏi lo, đây bố mày một bố một con. Bố mày gả gần như gả xa cho nó mất còn. Dạ, thế này dạ. Nhiều khi gả người chung nhà. Ừ, cho nó tiện. Cái anh này vô duyên. Như thế này gì ạ, dì lên đây chơi thế nên là tôi mừng lắm. Vâng. Cho nó đỡ phải bèo nhào với tôi. Vâng. Thế thì, nhưng mà công việc nó như thế này, dì thì ở dưới thành, đâu có phải ở thành thị giống như bố con mình. Thế việc đồng quê mà con biết là cái việc đầu tắt mặt tối, tay làm hàm nhai. Thế thóc lúa ngoài đường có đâu có chạy qua nhà mình đâu được, phải đúng không dì nhỉ? Đấy, trời ơi, cho nên nó lắm việc lắm. Thế hôm nay phần nhất là em nhớ cháu quá. Thì em lên em thăm cháu đây. Rồi còn phần thứ hai là thì em có cái chuyện này nó cũng khá quan trọng. Em lên đây để em xin thưa với bác. Không, như thế này dì ạ. Cái việc có quan trọng cách mấy thì cũng bỏ. Để từ từ để mình giải thích gì nhá. Không có, nhưng mà tại vì cái thế này này, em cái này nó khó nói lắm nhưng mà em phải nói bác ạ. Là tôi đã bảo gì rồi, gì lên đây chơi là bố con tôi mừng lắm rồi. Cái việc quan trọng gì cũng gác qua một bên giùm tôi. Gì cứ nghĩ lại cho nó có sức đi đã. Rồi. Quan trọng quan trước thì mình tính sau. Ở đây, Thảo đây, phụ gì đây cái này mà. Rồi dọn dẹp cái buồng cho gì nghỉ con nhá. Vâng. Đây. Đây. Này, bố dặn là kiếm cái nhẹ nhẹ mà bưng chung có sái tay lại khổ bố. Con trẻ mà bố khéo lo quá. Thôi bố mày xót con gớm, anh xót con anh, tôi không biết xót cháu tổ, đưa đây tao nhà nông cho tao. Ôi gì để cho gì. Dạ dì thư cho con xin. Dì thích thằng mình bảo đi gì hả? Mình bảo buồn á. Gớm nhà sang trọng máy móc tinh tươm quá. Khách khứa lên rồi, dạ. Lên đây rồi. Ngồi cho khỏe gì ơi. Nhà gì mà nó sang quá, tao cũng không dám bước cái này, láng quá trời láng rồi. Ai chà chà. Cái lợp bằng cái lá gì mà nhà nó mát thế anh nhỉ? Không, ngói này gì ạ? Ngói. À ngói đó. À? Cái gì ngồi... vui quá. Gì ngồi dùng Đức. Thằng Tư ơi. Dạ Tư. Dạ. Mày đây, mày đang dặn không? Cái thằng Tư nó chạy tao chóng mặt quá. Dạ. Này. Dạ. Tao dặn mày nhá. Dạ. Dì cái Thảo ở dưới quê lên gì là khách quý ở nhà này đấy. Dạ. Ông yên chí đi. Con đi chợ hạ tiện lắm. Không, tao đâu có bảo mày như vậy. Nhá. Tao bảo này, mày nghe này. Mày đi chợ mua ngay cho tao một con gà mái tơ. Ôi trời. Nhá. Tôi nhớ rồi. Dì lại thích lại ăn gà mái tơ luộc lên trong ăn với lá chanh. Thôi. Ở bên này nữa, mày mua ngay cho tao nửa cân miến mà loại ngon nhất ấy. Xong rồi về mày xào với lòng gà cho dì. Thôi bố mày ơi, này thôi khổ quá bác ạ. Bố cái Thảo thôi. Em lên đây chủ yếu là em thăm cháu thôi. Bác làm cơm gà cá gỡ thấy em ngại lắm. Không, chẳng mấy khi dì lên. Đúng rồi. Hay thế này nha, thôi. Hay là cứ tôm cá qua loa chứ thịt thả nó rườm rà lắm. Trời ơi, dì vui tánh quá. Tôm cá còn mắc quá trà thịt thả đó. Thế à? Rồi mày nấu cho tao nồi canh rau đay xuông tao húp được rồi. Dạ. Con bố dì con nhớ một món mà dì thích lắm đó. Đây mày qua đây cả nhà xem cháu tôi nó nói cái món gì ưng ý nhà. Món gì? Đu đủ xanh hầm với chân giò. Để làm gì? Dì ăn cho nhiều sữa. Đúng rồi, nhiều sữa lắm ạ. Con khỉ này, tao chồng con đâu mà ăn cho nhiều sữa. Con đi nhầm. Măng khô ninh với chân giò phải không bố? Phải không gì? Đấy, mày nhớ những cái món đấy mà đi mua về nhá. Dạ ông nói nghe đâu. Sao tự nhiên hôm nay ông tốt bụng làm con chợt nhớ tới câu thơ quá. Thơ gì? Lòng từ bi chợt tới bất ngờ. Thì mày cứ cái thói mắc họng đi đấy. Dạ. Tiền bạc nó không có nghĩa lý gì cả. Trời. Đúng không con? Dạ vâng. Phải không gì? Vâng. Chỉ vâng. Có tình nghĩa mới là quý thôi đúng không ạ? Bố mày giải trí phải đấy. Sao hôm nay ông tự nhiên ông đưa con từ cái bất ngờ này tới bất ngờ khác làm con nghi ngờ quá. Tự nhiên nay ông nói chuyện tình cảm kỳ á. Mày liệu cái hồn mày đấy. Quên tao dặn mày cái này nữa. Dạ. Mua ngay cho tao một ít bánh trái. Về cho gì ăn trắng miệng mà lựa những cái thứ nào mà ngon nhất ăn mua đó nghe chưa? Bát thôi mà. Không chẳng mấy khi gì lên. Nhớ chưa? Dạ con nhớ. Tao đi vào lấy tiền chưa? Dạ. Thôi bác. Trời ơi. Ông vô lấy tiền. Mô Phật. Trời ơi. Hình như có điềm quá trời.
Trời ơi, tự nhiên sao? Bình thường keo kiệt lắm, hôm nay rộng rãi vậy chắc có điềm sắp chết rồi sao á? Gì? Bố mày sao mà sang quá sang đây? Chẳng mấy khi gì lên. Đâm ra đây mày đứng rồi mày đây này bố mày rồi nuôi mày cứ thịt gà thịt qué thế này hèn chi lớn ơi là lớn rồi ơi đây. Quá trời quá đất đi mày nhỉ, cái cháu tao xinh quá thằng ở nhỉ. Dạ, đẹp lắm gì ơi. Ôi trời ơi coi kìa, trời ơi xinh ơi là xinh. Trời ơi coi coi trời ơi, bởi người ta bảo mà mày người xinh thì cái bóng nó cũng xinh mà người giòn thì cái tính tình tinh nó cũng giòn mày nhỉ. Dạ tính tinh. Gì? Hả? Cái tính tình tinh là gì? Trời ơi mày chừng nào mày lấy vợ ở Bắc Kỳ mày biết cái tính tình tinh là cái gì liền. Rồi kỳ này con dứt khoát kiếm vợ Bắc Kỳ. Trời ơi coi, trời ơi mày coi này. Cái mông cháu ta này nó mẩy quá mày nhẹ. Mẩy ông gì gì? Hả? Mẩy là gì? Mẩy là nó tròn 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 này này. Trời ơi con ơi. Dạ. Tướng này là tốt lắm nha con nhá. Tướng này tốt lắm mày coi cái mông đấy trời ơi. Vừa bằng cái lòng bàn ấy. Trời ơi, bằng lòng à, gì gì coi em con cái mông con giống cái lòng gì? Mày thằng ở mông mày như cái lồng chim ấy. Trời ơi trời ơi. Này da đấy, con da con gái mới lớn có khác, cứ như da em bé này này. Trời ơi gì da con giống da gì vậy? Da mày giống da con rắn già. Tôi chết tôi rồi, chết tôi rồi, chết tôi rồi. Ủa gì không? Chết gì vậy bố? Tiền bố mới lãnh lương về bố để đồng giường bố đâu mất rồi. Cái gì? Hả? Bố có chết. Trời ơi tiền bố để đâu mà bố mất? Trời ơi bố mới lãnh lương về bố bỏ trong cái phong bì bố để cái gối dưới cái đầu giường bố bây giờ không cảnh mà vai rồi. Ê bác ơi sao mà tiền bạc bác lại để không cẩn thận, ai lại để dưới gầm giường là sao? Khổ quá gì ơi, lương công chức một tháng hơn 20 ngàn bây giờ mất rồi, tháng nay chỉ có nước bố con mình ăn cháo với tiền đâu mà đóng gạo bây giờ con ạ. Bố có chắc là tiền bố để dưới chân giường bố không chứ nhà mình có bao giờ mất tiền đâu mà bây giờ bố lại nói là mất. Không bao giờ mất nhưng mà bây giờ mất đây này. Trời ơi nhưng mà tao biết người lấy rồi. Hả? Ông biết người lấy hả? Ông nói đi. Có mà không chặt đẹp, không ăn tiền á. Ông nói đi, thằng nào đấy? Mày. Hả? Mày lấy chứ không ai hết. Mày đưa ra liền. Ê, ôi, ông giỡn kỳ quá không? Đừng có giỡn vậy, kỳ có gì thư mới lên nghỉ quỵ. Mày đưa ra ngay không có mà chết. Đừng giỡn vậy, ông kỳ quá không? Mày có đưa ra hay không? Không, ông đừng giỡn vậy kỳ quá không? Tao không có đưa với mày. Trời ơi, trời bố. Mày. Bố, ông, tại sao ông muốn quýnh con? Mày không đưa ra tao kêu cảnh sát nó bỏ tù mày thôi xưa. Ông đừng nói qua con chứ ông, con không bao giờ lấy tiền hết. Ông nhớ không? Con làm việc trong 2 năm nay rồi, không bao giờ mất tiền hết. Thậm chí tháng trước ông nhớ nè, ở ngoài giường con lượm được cái bóp, không mất đồng nào hết rồi bây giờ tự nhiên ông nói qua con hả? Con muốn lấy đâu cũng là thiệt ông á, con muốn lấy mà. Mày còn cái nữa hả? Thảo, đi ra đồn mời con clip đây. Tao nuôi mày ở trong nhà để mày cắn ăn trộm mà không ngờ tao lại nuôi chính thằng ăn trộm ở trong nhà. Bác em mày... xin bác, em xin bác mà. Bác bình tĩnh đi. Mất của thì một mất 10 ngờ, nhưng mà bác phải coi kỹ chứ còn lại nghi oan cho thằng ở thì tội nghiệp nó lắm bác ạ. Dạ đúng rồi, chị Thư là bơ nói em con đi chị Thư. Cô hai nói em con có lấy tiền đâu cô hai. Ơi, con nhớ là kỳ đó bố có nói với con mà bố, mà anh Tư nào đến giờ thật thà lắm, có bao giờ lấy tiền nhà mình đâu mà bố lại nói anh Tư lấy tiền nhà mình bố. Con còn bênh nó nữa hả? Bố. Đi ra đồn mời cảnh sát vào đây cho nó vào tù. Bố nhưng mà bố ơi, bố có chắc không? Từ sáng đến giờ ngoài anh Tư vào buồng của bố thì còn ai vào buồng của bố nữa không? Bác coi kỹ lại coi. Thì hồi sáng nay là chỉ có một mình nó vào buồng bố nó quét dọn thôi. Rồi mới đây thì có con với gì vào. Con thì không lấy tiền của bố rồi, bây giờ chỉ có con. Ok, bác Hoàng, bố. Trời ơi, bố ơi. Trời ơi, tại sao bố lại nhắc tên dì Thư vào đây là thế nào? Dì mới từ cái sánh lên, chân ướt chân ráo có biết gì đâu mà bố nói như vậy. Trời ơi, dì giận bố con mình chết bố ơi. Thì bố nhầm, bố nói vậy chứ. Bố có bảo là dì lấy tiền đâu. Chẳng lẽ dì Thư. Dì ơi, bố con nhỡ lời thôi mà bố con không có ý gì đâu bố. Dì ơi. Dì biết bố mày lỡ lời. Nhưng mà dì không may, tự dưng lên đúng lúc cái nhà lại mất của thế này dì ngại quá. Không. Hay là dì xin phép con nhỡ lời. Không, dì ạ, tôi nhỡ nhời. Thôi dì bỏ qua cho dì ngồi hôm nay. Vâng, dì ngồi xuống đi. Nhưng mà dì như thế này dì ạ. Cái thằng này nó là người ở mà nó không thành thật với tôi thì tôi phải cho nó biết tay thôi. Bố có gì ở đây con xin bố đừng có la toáng lên như vậy. Tiền của bố thì bây giờ bố đi ăn cưới đi thì để con đi tìm vào tiền cho bố thôi mà. Ăn bố đi gì? Ăn cưới đi bố. Còn đồng mẹ nào nữa đâu mà đi ăn đám cưới. Cái mặt mũi bố mày như thế này đi chẳng nhẽ đi qua tay không à? Thôi bác ơi, nhà cửa bây giờ nó rắc rối quá, em ngồi đây em cũng ngại lắm bác à. Hay xin phép bác cho em đi về lại dưới quê. Không, gì ngồi xuống đây gì mà về thì bố con tôi áy náy lắm. Gì lên đây mà chơi với bố con tôi là bố con tôi vui lắm rồi. Gì ngồi xuống đây đi. Gì đừng có ngại. À tôi có cách rồi. Thảo. Dạ. Con chạy ngay qua nhà bà Hợi cho bố. Tới làm gì hả bố? Bảo bà Hợi cho bố mượn 10.000, nói với bà là nhà mình có khách quý, cần phải là tiếp đãi cho nó chu đáo nhá. Trời ơi.
Ông đi mượn tiền đãi khách quý ai mà nuốt cho trôi trời. Không bác ạ, vì vì em mà mang công mắc nợ, em không muốn đâu bác ạ. Thôi thôi được rồi em. Hay gì gì. Tôi đã bảo chị đâu gì mới lên đây ngồi chơi, ngồi chưa đóng chiếu mà gì về tội cho cháu nhé. Cái việc vay mượn là cái việc bình thường ấy mà. Thôi thả, đừng qua nhà bà họ. Còn qua nhà ông Tuất mượn cho bố 10.000, cái tiền lời ông lấy có 15% thôi. Chứ bà Hợi lại lấy đến 20% nữa. Nhé. Nhé, đây, Tư. Dạ. Mày đi theo cô Hai. Cô Hai đưa tiền đi chợ cho mày về nấu nướng tiếp gì xong là mày biết tao nhá. Cái tội mày tao còn để đó đó, tao biết chắc là mày chứ không ai nhá, mặc dù là có gì vào đấy. Ôi trời, bố, bác Hoàng sao bác gì. Thôi thôi được rồi, thôi bây giờ không không gì gì không ở đây được đâu, người gì nó cứ như lửa đốt đấy, không để gì vào thì lấy cái tay nải gì đi về đi bước bước ra cho gì vào gì gì. Bố ơi, con xin bố ơi. Thảo, con vào trong buồng con lấy dùm gì cái tay nải, gì vào buồng bây giờ nó lại nhiều chuyện lắm, đi đi vào bố, lấy cho gì đi con. Bố ơi, con xin bố mà. Gì gì cứ vào tự nhiên đi, tiền tôi nó mất hết rồi còn đâu nữa mà gì phải lo, gì cứ vào tự nhiên nhá. Bố gì cứ vào tự nhiên. Bố, con xin bố. Bác ạ, gì em thì quê mùa thật đấy, nhưng mà em không ngờ bác ăn nói thế nào ấy, bác thay đổi làm sao ấy. Tôi được rồi, gì không cần tay nải tay nũng gì hết, mày buông ra cho gì về. Dì ơi, dì buông ra đi, đừng bỏ con. Dì không, dì ra cho dì không, bố không có ý gì đâu mà. Dì ơi, dì không chịu được. Dì ơi, dì dì cô Hai. Ông cô nói thiệt với ông, cô không có lấy tiền của ông đâu. Nhưng mà ông ơi, ông nhớ kỹ coi là tiền ở mỏ ở đâu, hay là ông ơi, hay là ông có cho bà nào ông quên không, ông nhớ coi. Thôi mày không phải nói nhiều nữa. Dạ, nhưng mà cô bố. Cái gì con? Tại bố hết á. Tại sao? Dì Thư với từ cái sánh lên chân ướt chân ráo, có biết gì đâu mà bố mất một chút xíu tiền như vậy, bố lại làm toáng lên, làm cho dì Thư buồn bỏ về. Dạ đúng rồi đó ông. Bố không có nhớ là hồi mà mẹ mất, bố thì bị đổi ra miền Trung làm việc, phải gửi con cho dì nuôi không biết là bao nhiêu năm trời. Dì có bao giờ tính công tính cán gì với bố con mình đâu, mà bây giờ chỉ có một chút xíu tiền đó thôi mà bố lại làm toán là như vậy, ai mà không động lòng. Thôi, tiền của bố thì chỉ ở quanh quẩn ở trong nhà chứ không đi đâu đâu. Để con vào buồng tìm cho bố. Tìm cái gì? Bố có mất đồng nào đâu mà tìm. Bố nói cái gì? Cái... bố nói là bố không có mất đồng nào cả. Tìm cái gì? Bố lại ông ông mới nói là ông không mất đồng nào hết. Đúng, tao có mất đồng nào đâu mà hai đứa đi tìm. Con nói thiệt với ông nha, ông không mất tiền rồi tự nhiên ông nói con lấy tiền ông hả? Ông chơi vậy nè hả? Con thiệt ông mà con nghèo thiệt à? Con nghèo như nghèo mà con có danh dự, con có sĩ diện của con. Ông bắt đứng con cái gì hả? Con à, con còn trẻ quá, con không hiểu được đâu con à. Đấy là bố nghĩ ra cái kế để tống cổ bà về. Trời này, nhá. Thấy cái thứ mà mang thúng mang mẹt quà cáp lên đây làm cái gì? Bố thấy cái ngữ này là bố biết lên đây rồi. Còn bày đạt là có chuyện muốn thưa bác. Chuyện gì? Thứ nhất là chuyện gì? Mượn tiền đấy gì? Hả? Mà nếu không phải là mượn tiền thì ăn dầm nằm dề đấy, bố con mình đài lưng ra nuôi cũng sạt nghiệp con ạ. Đấy, cho nên bố mới kiếm cái cách đó là mà để bố đuổi bà về. Chứ còn cái lương tháng này bố đã lãnh mẹ đồng nào đâu mà mất. Trời ơi, ông ơi con thiệt không ngờ. Con thiệt là bái phục ông. Bái phục ông. Tao mà mày. Con không ngờ ông dùng cái mưu thần trước quỷ đó để phục vụ lòng keo kiệt của ông, rồi ông bắt đứng con như vậy đó. Bố, con cũng không ngờ bố lại nghĩ như vậy. Con đi tìm dì Thư đây. Dì, dạ, dì quên cái gì đấy à? Em xin bác. Dì vào nhà đi dì. Dì vào nhà với con đi dì. Không, không. Bố con dì biết mà. Dì biết bố mày không có ý gì đâu, dì biết. Mà tại vì hồi nãy giờ bố mày làm dì lú lẫn, dì quên, dì có chuyện quan trọng dì... con à. Con dì biết là bố mày không bao giờ nghĩ gì hết. Bởi vì dì coi mày như con ruột của dì. Con biết mà dì. Dì ơi, dì không cần nói nhiều nữa đâu dì. Con mất mẹ từ nhỏ, con biết là dì thương con như mẹ con thương con vậy. Mỗi lần mà con khát sữa,
dì cõng con đi khắp làng để xin sữa. Rồi đến khi không có sữa thì dì quấy cháo lên cho con ăn. Dì nhớ mà. Con nhớ hết dì ơi. Dì nhớ mà. Dì ơi con nhớ hết mà dì. Dì nhớ mày uống nước cháo mà mày lớn nhanh như thổi á. Rồi nhìn mày mỗi ngày một lớn thì tuổi đời dì cũng chồng chất. Đến khi bố mẹ về đón mẹ đi thì tuổi xuân dì qua rồi. Đến bây giờ dì, dì chỉ có một mình mày thôi là ruột thịt. Dì ơi, chuyện quan trọng hôm nay dì muốn nói với con đó là dì có một mảnh vườn bà ngoại để cho. Dì chỉ để là một tí ngô khoai dì sống thôi. Còn bao nhiêu dì bán, dì bán dì cho con. Con không có cần cái gì đâu dì ơi. Dì ơi con không có cần gì đâu dì ơi. Thảo nghe dì nói này. Dì bán dì cho ít tiền cho con đi. Con đi lấy chồng có tí mà làm vốn con ạ. Đời con gái mà lúc lấy chồng dì con không cần đâu dì. Bến đục bến trong không con cần gì thôi dì. Không, cầm cho dì vui. Dì ơi không Thảo cầm cho dì vui. Dì không, thôi được, cầm dì đi thương nha. Thảo thì dì đừng bỏ Thảo được, dì thôi, ơi được rồi thôi dì về con ạ. Dì không thôi uống cho dì về. Dì về với dì ơi dì đừng có bỏ con dì. Con xin dì không. Mà dì buông ra cho dì con về. Con xin dì không, dì đừng có bỏ con dì. Dì ơi bố, bố đã từng dạy con tình cảm là trên hết, còn tiền bạc thì không có nghĩa lý gì. Mà bây giờ bố lại dùng tiền bạc để mà đối xử với dì Thư như vậy. Bố, tiền của bố đây bố. Tiền của bố đây. Bố cầm lấy đi bố. Bố cầm lấy đi bố. Dì, dì ơi. Thảo. Dạ thưa ông chủ, qua câu chuyện vừa rồi tôi thấy tôi phải học ông chủ nhiều lắm. Tại vì chỉ có như vậy tôi mới tồn tại được trong cái xã hội này, một cái xã hội đầy dối trá này. Thôi thưa ông chủ, coi như là cái tháng lương vừa rồi tôi cho ông luôn đó. Dính miệng không?